Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài số 2 trong chương trình Photoshop. Thì trước khi đi vào bài số 2 thì mình sẽ nhắc lại một số cái kiến thức của bài cũ nha. Mọi người để ý màn hình này, nếu mà đoạn nào chưa biết thì mọi người nên về nhà lưu ý lại, được không ạ? Ok, sau khi vào một cái giao diện của Photoshop, ở đây chúng ta có rất nhiều thứ. Đây là những cái file ảnh mà mình đã thực hiện và làm thao tác của mình rồi nên nó lưu lại như này. Hồi xưa Photoshop của chúng ta đời cũ là không có cái này đâu nhá. Chỉ có những cái phiên bản CC đời mới thì nó mới có cái này thôi. Được chưa? Thì mình vào mình không quan tâm cái này. Mình quan tâm đến một thứ là hôm nay tôi muốn làm một cái file mới cho thiết kế của tôi. Thì tôi chỉ cần chọn vào file, chọn vào khổ giấy là new. Đó, tạo khổ giấy mới. Tạo khổ giấy mới nhá. Chọn vào file, chọn vào new. Đấy, thế thôi. Được chưa? Mọi người đóng khung cái từ Ctrl L lại nha, đóng khung lại cho nó dễ nhớ, dễ nhìn và dễ đọc, chứ mình cũng không thể ghi như một bài văn được. Đúng chưa? Sau khi tạo xong thì mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ xuất hiện ra một hộp thoại của chúng ta. Thì trong đây là những cái kích thước nha, những cái sản phẩm được ứng dụng nhiều trên thị trường. Nhưng nếu mà chúng ta không biết cũng không cần phải quan tâm. Ví dụ mọi người để ý này, khi tạo ra khổ giấy này nhá, thì ví dụ trong trường hợp này nó có dạng in ấn, thì mình tích vào in ấn thì đây là những cái khổ giấy mặc định. Mặc định là nó có sẵn rồi, không phải là thứ mà mình mong muốn. Mình mong muốn là theo cách của mình cơ. Được chưa? Phần thứ hai, các bạn có thể chọn vào website. Nhìn này, đó, đây chỉ là tích thôi. Và đây nó đưa cho mọi người những cái giao diện về cái kích thước của cái website. Sau này thiết kế nó phải theo đúng kích thước như thế này. Thế thôi, mình cũng không cần quan tâm nếu chúng ta chưa làm về website bao giờ. Và tiếp theo, mobile cũng tương tự như vậy. Nó đưa cho chúng ta iPhone X, iPhone gì, 6, 7 này, Plus này. Nhìn đi nhá. Mọi người sẽ biết cái kích thước. Bởi vì sau này mọi người bảo là em ơi thiết kế cho tôi một cái ảnh mà đặt lên cái iPhone, thì tất nhiên chúng ta phải biết kích thước chứ. Chả bao giờ cũng chuyện bịa ra được, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, thì ở đây nó có video ăn phim, là cái giá trị mà các bạn thiết kế cái file nguồn cho After Effects và Premiere để làm ra những cái thước phim như là kiểu dạng slide chạy đấy. Nhưng nó dạng là dạng ảnh tĩnh chứ không phải là từ người cử động nhá. Mọi người lưu ý cái việc đó, nó đi từ 2D. Được chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong toàn bộ và giới thiệu như vậy thì chúng ta cũng không cần quan tâm bên tay trái, mà hôm trước chúng ta chỉ cần quan tâm bên tay phải thôi. Thứ nhất, tên của cái file thiết kế của bạn là gì? Đây, tên này. Được chưa? Tên file thì phải quan tâm rồi. Thứ hai, chiều dài và chiều rộng của chúng ta. Đây là chiều nằm ngang và đây là chiều nằm dọc. Chiều nằm ngang của chúng ta là 1920 pixel. Chiều cao của chúng ta là 1080. Được chưa? Nhưng lúc này đây là cái là chúng ta đang chọn mặc định nhá. Mọi người nhìn thấy mặc định chưa? Chúng ta muốn thiết kế theo cái cách của chúng ta. Ví dụ có nhiều người nào mà chơi là quảng cáo truyền thông trên Facebook chẳng hạn, thì nó có kích thước mà, đúng không? Thì mình phải đánh theo cái kích thước đấy, đúng chưa? Chúng ta có cái banner cho website thì cũng có kích thước, chứ chúng ta cũng không bị ở nhá. Nguyên tắc là chúng ta đánh theo nhu cầu của khách hàng cung cấp cho chúng ta. Em ơi, tôi muốn thiết kế một cái banner chiều ngang là bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu thì mình đánh vào. Còn nếu mà chúng ta chưa có kiến thức thì tôi khuyên các bạn nên trên mạng tìm những cái kiến thức mà các bạn mong muốn rằng là bạn đang làm việc. Ví dụ các bạn thiết kế backdrop cho sân khấu thì nó phải là vài chục mét cơ. Các bạn hiểu chưa? Và lúc ấy người ta tính theo đơn vị là centimet chứ không phải tính theo pixel nữa. Ok, đoạn này xong chưa? Vậy bây giờ hôm nay tôi sẽ đi vào một ví dụ cụ thể là tôi sẽ thiết kế ra một cái banner cho website. Có nghĩa là tôi đứng trên cương vị là người quản trị website. Được chưa? Tôi đứng trên cương vị là một người gì? Thiết kế ra giao diện website. Đúng không? Có hai loại người như vậy sẽ làm cho ứng dụng như thế, đúng không? Và cái banner đấy có chiều ngang là 1200. Được chưa? Tôi tính theo đơn vị pixel nhá.
Và chiều cao thì tôi sẽ để là 600 nhá, các bạn nhớ nhá, 600. Đó, xong rồi. Và các bạn lưu ý cho tôi cái đoạn này quan trọng này. Khi làm khổ giấy, cố gắng để ý cho tôi hộ tôi cái đơn vị cái. Chứ đừng bao giờ bịa đơn vị ra nha, chết đấy. Đơn vị pixel khác với đơn vị cm, khác với đơn vị là inch. Nếu chúng ta chọn sai cái này, máy chúng ta chạy không nổi đâu ạ. Có nhiều người chọn cái này, chọn vào inch là toi đấy nhá. Nào nó cực kỳ nặng đấy ạ. Nó hàng vài chục nghìn pixel thì em bảo làm sao máy chịu được. Trừ khi trường hợp của em máy cực kỳ xịn. Xịn nghĩa là bao nhiêu ạ? Thì đấy tôi cứ quy định từ khoảng 60 triệu đổ lên là máy xịn, được chưa? Còn nếu dưới máy chục xịn, dưới 60 triệu thì có nghĩa là máy nởm nởm như kiểu của tôi thì chắc có lẽ là nó không tải được đâu ạ. Đồng ý chưa? Nha, rồi tiếp theo này. Mọi người để ý cho tôi thêm một cái giá trị nữa là chúng ta để khổ giấy nằm ngang hay nằm dọc. Thì đây nó đang là nằm ngang. Mọi người nhìn nằm ngang chưa? Chúng ta muốn nằm dọc thì chúng ta tích vào đây. Thì nó lại đảo chiều thôi. Từ chiều ngang thì lại thành chiều cao, thì chiều cao thành chiều ngang thôi ạ. Hôm nay tôi dạy cho các bạn, tôi đóng vai trò là một người dạy cho người mới bắt đầu. Nên là các bạn nhớ nha, có những bạn biết Photoshop rồi sẽ thấy nóng ruột, nhưng mà cứ yên tâm đi ạ. Tôi sẽ có những thứ khiến cho bạn phải chờ đợi được. Đấy ạ. Tiếp theo, các bạn nhớ cho tôi tiếp theo một cái công đoạn nữa là không bao giờ được kích vào ABAP nha. Cái ABAP này chỉ dành cho những người về thiết kế web. Nhưng thiết kế web bây giờ người ta cũng không dùng luôn, bởi vì người ta dùng trên phần mềm là Figma và XD để thiết kế giao diện website, chứ không dùng trên Photoshop mấy nữa nha. Được chưa? Tiếp theo xuống dưới, độ resolution chính là độ phân giải, chính là chất lượng của tấm ảnh của chúng ta. Và tất cả những cái chất lượng tấm ảnh của chúng ta làm trên online thì tôi muốn rằng nó phải nhẹ. Nên độ phân giải tôi sẽ để từ 72 đến 150 dành cho những giá trị online. Còn nếu dành cho giá trị về in ấn thì tôi sẽ để là 300 đổ lên. Nha, các bạn hiểu cái này chưa? Càng chất lượng thì càng tốt mà, đúng không? Nhưng tốt dành cho in ấn nó khác với tốt hiển thị trên màn hình khác nhau. Nên mình tăng lên thì cũng không có giá trị đối với giá trị về online đâu ạ. Các bạn biết rồi, khi có một cái ảnh chúng ta up lên một cái website mà nó quá nặng thì khi tích vào mạng của chúng ta yếu thì nó có quay. Các bạn có nhìn thấy nó quay không ạ? Nó cứ quay nhẹ để nó nót cái ảnh ra đấy ạ. Vậy thì nhưng mà các bạn biết rồi, khách hàng người ta không chờ được. Người ta chọn sang một trang mới, và cho trang mới thì có nghĩa là em có truyền thông rồi, em chạy quảng cáo bằng rồi, thì có nghĩa là em đã thất bại rồi. Chưa biết đẹp hay xấu đã thất bại xử rồi. Làm gì có thời gian đâu mà, đúng chưa? Nào, chúng ta sẽ chọn ra là 150, được chưa? Có nghĩa là cái chất lượng ảnh của chúng ta đi từ đậm đến nhạt chia thành 150 ô. Có nghĩa là nếu 72 thì nó sẽ chia ra 72 ô từ đen đến trắng. Thì bây giờ chia ra 150 thì có phải nó mịn màng hơn không ạ? Nó mượt mà không ạ? Hiểu chưa? Nên là chất lượng ảnh nó quyết định điều này. Và cũng nói luôn, không có một cái cơ chế nào lấy ảnh từ trên mạng về, sau đó vào trong Photoshop tăng độ phân giải lên 500-600 mà tự nhiên ảnh nét lên. Bởi vì bản chất gốc của nó là ảnh bị vỡ hình, bị mờ hình thì không có tác dụng nha, các bạn nhớ nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Để tránh trường hợp có những người hỏi bảo em ơi em làm cho anh cái này ảnh từ nó mờ đến rõ, thì không bao giờ có chuyện đấy được đâu ạ. Mình chỉ cải thiện được phần nào thôi ạ. Mọi người lưu ý cái việc đấy nhá. Nếu mà cải thiện được như thế thì chắc có lẽ là chúng ta cũng được câu chuyện trước là rất là ngon. Rồi tiếp theo, chúng ta ở đây có một cái chế độ hệ màu, đó là hệ màu RGB. Mọi người nhìn thấy RGB chưa ạ? Đỏ, xanh lá cây và xanh dương nha. Và tất cả những cái đối tượng mà các bạn truyền thông, bạn làm hiển thị trên mạng, trên website là chúng ta trên mạng rồi, trên điện thoại, trên trên gì ạ, trên Zalo, trên Facebook thì người ta dùng hệ thống đó là gì ạ, RGB. Chúng ta phải thống nhất cái điều đấy, được chưa? Và RGB này người ta có thể dùng in full.
In full là các bạn cứ đến một số cái cổng trường, bạn cắm cái USB vào là tự nhiên có các con máy nó cứ rẹt kín, thì có nghĩa là đã in xong đấy, gọi là in full đấy ạ. Và in full thì lấy được ngay, nhưng nó có một cái rất dở là nước chạm vào thì sẽ bị sao, nhòe màu. Các bạn lưu ý nhá. Nên thường thường tất cả những giá trị về in full đấy bao giờ người ta cũng phải cán một lớp ni lông lên. Các bạn biết cán lớp ni lông lên không ạ? Giống như cái chứng minh thư của chúng ta ấy là phải có lớp ni lông à, thì chúng ta mới bảo quản được để cho nó chắc nhá. Chỉ có nhiều người làm nhưng mà chưa bao giờ có trải nghiệm về đi làm, nên là tôi cũng nói luôn cho các bạn biết để tránh trường hợp sau này cứ hùng hồn khẳng định với khách hàng xong cuối cùng không ý được, nó cũng dở hơi không. Nào, chúng ta tiếp theo. Tất cả những cái gì dành cho in ấn các bạn hãy chọn cho tôi là CMYK, đúng chưa? Đó, thế thôi. Đây là hai kênh màu chúng ta dùng nhiều nhất trong hệ thống của Photoshop hiện tại bây giờ. Nhá, nó chỉ có hai loại màu nhiều thôi, đó là RGB và CMYK, là xanh, đỏ, vàng, đen. Ông nào đi in ấn mà offset mà không dùng bốn cái màu này thì vứt nha. Bây giờ có loại máy 6 màu nó có thể tân tiến, nhưng người ta in chuẩn thì người ta vẫn là dùng cái bốn màu như này nè. Và cái người in muốn ra được màu chuẩn xác thì nó tùy thuộc vào người đứng máy. Nên cái người mà đứng máy lên nương người ta cao ở góc độ nào, người ta qua nhiều kinh nghiệm 5 tháng. Đó. Thế thôi. Được chưa? Rồi tiếp theo. Chúng ta sẽ xuống dưới, ở đây bên tay phải của chúng ta cái hệ màu chúng ta là chúng ta chọn vào chế độ 8 bit là chế độ thông dụng trên Photoshop. Có thể sử dụng được hoàn toàn tất cả các hiệu ứng trên Photoshop. Các bạn lưu ý cho tôi việc này nhá. Có một số bạn khi chúng ta chọn vào 16 và 32 bit thì một số cái hiệu ứng filter của chúng ta nó không có ra. Thì tốt nhất chúng ta hãy kiểm tra lại, được không ạ? Rồi. Tiếp theo, chúng ta chuyển xuống dưới một tí nữa thì ở đây nó có cái background cho các bạn, là cái lớp nền đầu tiên của các bạn thiết kế đấy. Thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng chúng ta là white không ạ? Là màu trắng. Nhưng tôi không thích thì tôi có thể chọn màu đen. Tôi không thích thì tôi có thể chọn theo màu của tôi được không ạ? Thì ở đây nó có các chế độ, nhưng bình thường tôi sẽ để mặc định. Tôi không cần, tại vì trong đầu của chúng ta sẽ nạp vào những thứ chúng ta cần thiết thôi. Các bạn có thấy rằng cái máy tính chúng ta có RAM và chip không, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng thế thôi, chúng bộ nhớ chúng ta chỉ có giới hạn thôi, hãy nhớ những cái gì cần nhớ, còn gì không cần nhớ bỏ, được không ạ? Rồi tiếp theo, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ từ trên xuống dưới, từ đặt tên đến kích thước, chiều nằm ngang, chiều nằm dọc, tính theo đơn vị pixel, khổ giấy nằm ngang, độ phân giải của cái chất lượng ảnh của chúng ta là 150, hệ màu là RGB, chế độ 8 bit và background là màu trắng, thì bắt đầu bạn được quyền ấn OK. Tại sao chúng ta không kiểm tra nhỉ? Đúng không ạ? Cứ kiểm tra, sau này siêu rồi không cần kiểm tra nữa. Thế thôi. Nào ấn vào. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái khổ giấy nằm ngang của tôi. Và các bạn sẽ nhìn thấy những cái hệ lưới tự khắc nó chia như này, đúng không ạ? Các bạn không có, nhưng sau này nếu các bạn có thì các bạn ấn vào Ctrl-H. Ctrl-H là tắt và bật cái lưới đó đi ạ. Được không ạ? Các bạn ghi Ctrl-H là tắt và bật lưới gióng. Ctrl-H. Ở thế thôi. Bây giờ là chúng ta đã, cái khổ giấy hôm trước thì chúng ta nói kỹ rồi, bây giờ chúng ta lại nói lại một lần nữa. Hy vọng rằng những cái bạn nào mà về nhà chưa có học, chưa có động thì hôm nay động hộ cái. Bởi vì hôm nay không động thì đến bài số 3 là ngáp. Đúng rồi, thì em bảo là có những cái máy có những cái máy không, đúng không? Bởi vì em đang chọn này, chị nhìn này. Ví dụ nha, có những cái máy giống như chị đấy, đó là người ta sẽ có một cái là clear. Clear GUI là các đường gióng nè. Đây này em giống chị rồi đấy. Em giống chị rồi. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó mà chị có cái hình đó, ví dụ như chị nhìn này, chị kéo ở đây là có hình đúng không? Đúng chưa? Thì chị tắt đi thôi, bởi vì cái này nó cũng không quan trọng, thì chị khiến Ctrl-H nhớ cho em ghi đấy là được rồi. Được chưa? Ok, Ctrl-H nhá. Đây, bản thân cuối cùng khổ giấy của chúng ta chỉ có như này thôi.
Và đây là bước đầu tiên để chúng ta thực hiện được một phần công cụ của thiết kế, đó là tạo ra khổ giấy và đã có cái màu mà theo mình mong muốn. Thế thôi. Và các anh chị đã phải nhớ lại cái lệnh đó là quản lý về cái chuyện là phóng to và thu nhỏ của chúng ta lần trước, đúng không ạ? Chúng ta có lệnh là Ctrl cộng là phóng to, đúng không ạ? Ctrl cộng có vẻ phóng to không ạ? Ctrl cộng nhá, ấn chặt Ctrl và ấn dấu cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, đúng chưa? Rồi chúng ta đi từng bước một và đoạn nào ghi thì mọi người ghi luôn nhá. Nhìn này, Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl trừ nữa, trừ nữa, trừ nữa, trừ nữa thì nó nhỏ hết. Nhưng bây giờ muốn quay trở về cái định dạng ban đầu thì chúng ta ấn vào Ctrl số 0 gần cái số 9 này ạ. Có nhìn thấy số gần số 9 không ạ? Ấn vào đây thì nó sẽ trở về định dạng nhanh nhất để chúng ta nhìn cái thiết kế của chúng ta. Căng tràn màn hình. Có nhìn thấy bên trái bên phải căng tràn không ạ? Đó, nhìn cho dễ nhất như vậy. Và tất nhiên Ctrl trừ là để làm gì ạ? Thu nhỏ để nhìn tổng quan. Còn Ctrl cộng để làm gì ạ? Để phóng to những cái đối tượng chi tiết để chúng ta làm cho chi tiết hơn, nó kỹ hơn và chuyên nghiệp hơn. Thế đấy. Xong cái phần Ctrl cộng, Ctrl trừ chưa? Rồi tiếp theo nhá. Trong Photoshop của chúng ta quản lý các đối tượng bằng layer, mà layer chúng ta được quy định là F7 nha, F7 nha. Rồi ok, chúng ta ấn F7. Ấn F7 nó sẽ tắt và bật cái layer của chúng ta lên. Mọi người có thể nhìn trên màn hình, nhìn chưa? Ấn F7 là tắt đi và ấn F7 lại hiện lên. Đúng ý chưa? Đó. Và theo thông lệ bình thường thì để muốn làm việc với một cái công cụ hay một cái bài thiết kế thì tốt nhất các bạn cứ phá khóa cho tôi cái layer đầu tiên cái. Mọi người có nhìn thấy cái khóa này không ạ? À? Thì mình phá khóa ra để mình làm việc cho nó thuận tiện hơn nào. Ok, mình tích vào cái khóa chính là phá khóa. Đấy, bây giờ nó tự nhiên nó ghi là layer không chưa? Là layer đầu tiên là màu trắng nhá. Còn F7 không ra được đi để ra. À, vào Windows và chọn vào F7 ạ. À. Đó, layer của chúng ta. Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Rồi nhá, bây giờ thì chúng ta biết F7 đâu rồi. Bây giờ thì việc tiếp theo, mọi người để ý này. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái tính năng nhá của một cái công cụ rất là cơ bản, đó là vùng tròn. Mọi người ghi đi, vùng tròn. Mọi người có thể đóng khung cái từ đó lại để chúng ta nó dễ dàng hơn à. Vùng chọn có nghĩa là mình chọn cái vùng đó, mình làm cái gì thì cũng chỉ trong cái vùng đó thôi, còn ngoài vùng không có tác dụng. Đấy, đơn giản vậy thôi ạ. Được chưa? Chúng ta cứ đi từng bước nhá. Vùng chọn, mọi người ghi xong rồi bắt đầu mọi người để ý lên màn hình. Bắt đầu chúng ta sẽ theo sát và đi từng bước một này. Đây ạ. À. Trong vùng chọn chúng ta được ký hiệu là chữ gì ạ? À? Di qua đây, nó có ký hiệu tên là chữ M. Mọi người nhìn thấy chữ M chưa ạ? À? Đây ạ. À. Có cái hình tròn có nét đứt. Nhưng có nhiều người giật mình bảo: "Ô, thầy ơi, cái của em nó là hình vuông mà, tại sao cái của thầy là hình tròn?" Thì nhớ nhìn thế này ạ. À. Khi chúng ta tích và giữ chuột, để ý nha, nhìn này, tích và giữ chuột vào công cụ thì nó mới xuất hiện cho các bạn cả hai. Các bạn nhớ cho tôi nha, nhìn thấy chưa? Cái của các bạn xuất hiện cái này nên vừa rồi tôi nói là các bạn đừng có giật mình, bởi vì là chúng ta sẽ có M1 và M2, được chưa? M1 của chúng ta là hình vuông và M2 của chúng ta là hình tròn. Đây là những công cụ đầu tiên để học về bố cục thiết kế nha. Sau này khù khoằm bằng mấy thì cũng vẽ được thôi, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ những cái rất là cơ bản. Đấy, sau khi mà bắt đầu tôi đi cơ bản xong, bắt đầu tôi sẽ đi ứng dụng cho các bạn. Nhìn này. Vùng chọn nghĩa là sao ạ? Chúng ta chọn vào hôm nay là vùng chọn hình vuông, được chưa?
Và chúng ta vẽ ra rất thoải mái bằng cách là chúng ta vẽ ra đây thì biểu tượng nó có một cái nét đứt. Các bạn có nhìn thấy nét đứt nó chạy không ạ? À? Và bây giờ bạn muốn đổ màu cho đối tượng hay làm cái gì đó, nó chỉ đổ màu trong cái hình chữ nhật đó thôi. Người ta gọi là vùng chọn mà. Bạn làm cái gì đâu chỉ trong vùng chọn đó thôi. Chứ bạn đâu có được tác động bên ngoài đâu ạ. À. Thế nhưng người ta mới gọi là vùng chọn. Đúng chưa? Rồi bây giờ các bạn còn nhớ cái lệnh đổ màu cho tôi không ạ? À? Nào, nói lại cho nó dễ nhá. Nguyên tắc này, trong Photoshop này, mỗi một layer sẽ chứa một đối tượng. Có đúng không ạ? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn, nếu mà tôi đổ một cái màu vàng vào cái vùng chọn này thì có phải nó là một đối tượng không ạ? Vậy thì phải thêm layer, đúng không? Và thêm layer bằng cách nào ạ? Có nhiều người bảo, thầy ơi tại sao thầy không ấn vào biểu tượng là Ctrl Shift N đi ạ? À? Nhưng tại sao vậy thế? Tôi cứ ấn vào đây đã, ấn vào biểu tượng dấu vuông, hình vuông có dấu cộng bên trong, chính là thêm layer. Mọi người nhìn thấy cái này chưa ạ? Đấy nha, từ từ bình tĩnh đã. Chúng ta đang cứ nhắc lại bài cũ đấy. Đây là đoạn bài cũ, nhưng nó hơi có một tí mới, đó là nó có thêm tí vùng chọn thôi ạ. À? Có đúng không ạ? Nên về nhà mà không học là vất vả đấy. Nào, tiếp nhá, thích nào? Đó, mọi người nhìn thấy cái layer 1 mình xuất hiện ở phía trên chưa? Và nó có biểu tượng những cái ô màu ghi màu trắng, ô màu ghi màu trắng đan xen nhau. Có nghĩa là đang báo hiệu cho bạn biết rằng đây là layer không có một đối tượng nào trên đó đã. Có nghĩa là mới chỉ tạo layer thôi. Và lúc này chúng ta thống nhất một cái nguyên tắc như sau, là khi tạo ra một layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên đó. Đồng ý không ạ? Nhưng đối tượng mới của mình bây giờ là cái gì? Chưa có mà. Thì bây giờ tôi mới đổ màu thì nó mới làm đối tượng màu vàng hay màu tím, màu xanh, màu đỏ chứ. Thì các bạn tương tự như vậy, sau này nó có thể là chữ, nó có thể là hình ảnh, đúng không ạ? Nó có thể là họa tiết, đúng chưa? Đấy, chúng ta quy định như vậy nhá. Nào, mọi người nhìn vào đây. Lúc này chúng ta nhắc lại bài cũ là để muốn đổ được một cái màu nào đó thì bước số 1 là chọn đúng layer đã. Đúng layer chưa? Có nhiều bạn vui tính là chọn vào đây số 0 là đổ màu là tí là toi đấy nhá. Dịch chuyển là không dịch chuyển được đâu ạ. Được chưa? Nào, tôi chọn cho các bạn xem. Chọn một cái màu. Hôm nay chúng ta chọn màu xanh, trời nó mát rồi. Được chưa? Rồi, sau khi chọn màu xanh, ưng ý rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện lệnh đổ màu như sau. Bằng lệnh là giữ chặt phím An. Các bạn có nhìn thấy phím An không ạ? Nhớ nhá, muốn đổ màu thì phải giữ chặt phím An đã. An trên bàn phím đấy, ALT. Nhìn chưa? Rồi, và ấn nút Delete chính là đổ màu. Đấy, được chưa ạ? Rồi, đổ màu xong thì các bạn có thấy nó chỉ đổ màu trong vùng chọn không ạ? Mà nó... Dạ. Thì chỉ tích vào cái màu trên thôi, mình quan tâm gì cái màu dưới đâu, đúng không ạ? Lúc đấy, có nghĩa là mình đừng nạp vào đầu mình thấy là cái gì nó cũng giống ông Khánh. Ông Khánh ở phía trên là màu xanh thì dưới nó cũng phải là màu trắng không? Đừng như vậy. Chúng ta học đến đâu chúng ta ngấm đến, học đâu chúng ta làm đấy, được chưa? Nào, mọi người có thấy là sau khi làm xong thì cái vùng chọn chúng ta vẫn còn không ạ? À? Chúng ta sẽ muốn thoát khỏi cái vùng chọn đấy thì chúng ta phải dùng lệnh gì? Ctrl D. Ctrl D là dứt lệnh hay gọi là thoát lệnh vùng chọn. Hiểu chưa? Trở về định dạng bình thường chưa? Ok. Rồi, đấy chưa? Hôm nay mà mình nộp ra là những bạn nào mà buổi trước không thực hành biết ngay. Bởi vì sao không đổ được màu? Đấy. Đơn giản mà. Nào, tiếp nhá. Mọi người để ý này. Bây giờ tôi nói lại là để muốn dứt lệnh vùng tròn, chúng ta ấn vào lệnh là Ctrl D, đóng khung cái từ đó lại. Ctrl D. Dứt thoát lệnh vùng chọn của chúng ta. Được chưa? Ctrl D. Rồi. Xong rồi. Thế là một hình đã xuất hiện. Được chưa? Rồi tiếp theo nha. Bây giờ tôi lại vẽ một vùng chọn mới. Có yêu cầu khoai hư một tí. Đó là gì? Khánh ơi, em có thể vẽ được một cái vùng chọn không phải là chữ nhật nằm dọc nữa mà là chữ nhật nằm ngang được không ạ? Thì có phải chúng ta cầm cái hình lại vùng chọn chữ nhật, chúng ta lại vẽ ra như này là nằm ngang không? Cái đầu tiên chúng ta cứ vẽ đã, đúng chưa? Này, có một nguyên tắc mà chúng ta thống nhất là gì ạ? Cứ có vùng chọn mới
sẽ có một nơi ở mới, có một nơi ở mới, sẽ có một đối tượng mới nằm trên cái đối tượng, nằm trên cái nơi đó. Được chưa? Ok, có vùng chọn chưa? Có nơi ở mới chưa? Có nơi ở mới chưa? Chưa, nhìn thế này, chưa có này. Ấy giờ, nên là chính vậy mà chúng ta phải nhắc nhau rất là kỹ những cái bài đầu tiên. À này, lập ra một nơi mới chưa? Ít nhất tôi có 3 cái đối tượng thì tôi phải có 3 cái layer. Layer số 1 là màu trắng rồi. Layer số 2 là màu xanh rồi. Vậy thì layer 3 tôi phải làm màu gì? Tôi chọn một màu khác thôi. Được chưa? Tôi chọn màu cam được không các bạn? Được chưa? Vàng cam nhá. Xong chưa? Chọn được màu rồi. Đúng chưa? Nào, chọn được màu chưa? Chọn được màu rồi nhá. Để ý làm màn hình đi, bình tĩnh. Không phải cứ cắm vào làm việc như vậy đâu. Tại vì mình đổ xong cái màu đầu tiên rồi thì mình có thể nhìn được mà. Nào, một nhá, có vùng chọn rồi. Xong chưa? Bước 2, có layer mới chưa? Rồi đúng không? Bước 3 mới là bước chọn màu và đổ màu. Thì mình chọn màu cam rồi cho các bạn rồi. Bây giờ mình muốn đổ màu thì mình lại đổ màu bằng lệnh là lại giữ chặt phím an, lại ấn vào nút đen nete. Các bạn có thấy thế không ạ? Được chưa? Và sau khi làm xong thì các bạn có phải là ấn vào lệnh thoát lệnh và dứt lệnh bằng lệnh gì ạ? Ok, Ctrl D, cảm ơn mọi người. Vừa rồi tôi đang vẽ cho bạn hai trạng thái của hình nhá. Một là theo chiều đồng dọc, hai là theo chiều ngang, đúng không? Tôi hỏi bạn nhé, chữ nhật còn một trạng thái nào nữa? Hình vuông, đúng không? Bây giờ tôi lại làm cho bạn một hình vuông tiếp theo đây ạ. Tiếp theo nhá, đây chỉ là lý thuyết thôi. Mọi người để ý này. Bây giờ tôi này vẽ một vùng chọn mới. Nhưng tôi vẽ như này, đôi lúc tôi không án được nó là hình vuông hay không. Có đúng không ạ? Làm sao án được? Có, Ctrl D rất lệnh đã. Để muốn vẽ vùng chọn của chúng ta trở thành hình vuông, chúng ta giữ thêm phím Shift trên bàn phím. Nhìn phím Shift trên bàn phím chưa? Ấn chặt nhá. Ấn chặt này. Nhìn này, vẽ ra này. Thấy nó vuông chưa? Nó tự vuông. Tôi không phải tính toán nữa, được chưa? Đấy, vẽ xong rồi, buông tay ra, có thấy hình vuông không? Còn có nhiều bạn còn khó tính hơn nữa cơ. Còn hỏi bảo, thầy ơi, cho em cái hình vuông đấy một chiều nó bằng 30 pixel và một chiều cao bằng 30 pixel thì câu chuyện hay câu chuyện khác nhá. Tôi không chưa trả lời bây giờ, được chưa? Chúng ta đi từng bước một, cực kỳ cơ bản luôn. Nào, các bạn có thấy là giữ shift thì nó thành hình vuông chưa? Thì lại nguyên tắc của chúng ta là gì ạ? Để muốn có một đối tượng mới thì phải có một layer mới. Layer mới có chưa? Rồi, tạo thôi chứ còn gì nữa. Và có một layer mới rồi thì chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Có chọn màu không các bạn? Phải chọn màu, chẳng nhẽ bây giờ lại đổ màu cam nữa thì hai cái màu nó trùng nhau à? Tôi sẽ đổ màu cam để cho bạn phân biệt là khác biệt đi ạ. Đây ạ, tôi sẽ chọn màu tím đi ạ. Rồi, ok. Rồi, chọn màu tím xong. Có layer mới chưa? Kiểm tra lại. Đấy, kiểm tra lại chưa? Rồi bây giờ đổ màu bằng lệnh gì? Giữ chặt phím an và ấn nút đen nete trên bàn phím là các bạn có màu tím rồi. Nhìn chưa? Và sau khi đã có màu tím rồi thì bây giờ tôi muốn dứt lệnh, tôi làm bằng cách nào ạ? Ok, Ctrl D. Thế mọi người có thấy rằng là tôi đã vẽ ra một vùng chọn có 3 trạng thái về hình cơ bản chưa? Đúng không ạ? Nó có chữ nhật nằm dọc, chữ nhật nằm ngang và hình vuông chưa? Bây giờ tôi lại kiểm tra tiếp cái lệnh cho các bạn là gì ạ? Để muốn chọn vào hình màu vàng, chúng ta phải làm một cách nào? Từ từ bình tĩnh đã. Thứ nhất, câu chuyện đầu tiên hôm trước tôi dạy các bạn là phím gì? Trở về phím V. Thứ nhất nha, muốn chọn được đối tượng và layer thì chúng ta phải trở về phím gì? V. Nhớ nha. Chứ nhiều người đấy, chúng ta đang chọn vào phím M mà. Chúng ta này cũng chọn vào chuột phải nó không ra đâu nhá. Nhìn này, mọi người nhìn nhá. Chuột phải này, nó có ra cái layer không ạ? Có thấy, các bạn có thấy là sai chưa? Chúng ta mới chọn này, lần lượt này. Đầu tiên muốn chọn đúng layer, chúng ta phải trở về phím V. Đúng không ạ? Nào, trở về phím V là phím này đây ạ. Rồi, chọn chính xác rồi đúng không ạ? Bước thứ hai này, để muốn chọn layer nào, chúng ta chuột phải vào khu vực của đối tượng layer đó. Có đúng không ạ? Chuột phải. Có phải chọn nó chưa? Chuột phải. Chọn vào nó không ạ? Có phải chọn layer đầu tiên không ạ?
chuột phải chọn bên này được không ạ? Chính xác chưa? Xong. Tiếp theo nhá, lại nhắc lại bài cũ này. Phải trở về V thì mới chuột phải được, còn không trở về V thì chúng ta sẽ không bao giờ chuột phải được. Có đúng không đã? Chính xác chưa? Rồi, thấy chưa? Bây giờ nếu chúng ta làm sai có nghĩa là chúng ta không tạo ra layer mới. Đấy, thế thôi. Bây giờ các bạn để ý cho tôi đã dạy cho các bạn cái lệnh là opacity. Nhìn opacity chưa? Chính là lệnh trong M của đối tượng thì các bạn nhìn này. Để muốn tạo ra trong M đối tượng thì bước 1 là mình muốn cái layer nào, cái đối tượng nào nó mờ đi thì mình phải chọn vào layer đó đã. Ví dụ bây giờ tôi muốn chọn vào layer màu tím thì tôi phải chuột phải chọn vào layer màu tím chứ, bởi vì Photoshop nó quản lý theo layer mà. Được chưa? Rồi nhá. Bước thứ hai, ấn thông số trên bàn phím của các bạn từ số 1 đến số 2 đến số 3 đến số 4 đến số 5. Trên bàn phím có nhìn thấy số không ạ? Nhìn nhá, trên bàn phím có nhìn thấy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 không ạ? Ấn số. Các bạn có nhìn thấy cái bàn số của các bạn theo chiều ngang chưa? Còn cách thứ hai dành cho người không bao giờ để ý đến số đó là gì? Tự kéo. Tự kéo nhai tùy thích kiểu gì cũng được. Được chưa? Nhưng tôi đang dạy cho bạn một cách cực kỳ cẩn thận nhá. Nên về nhà chúng ta tập trung này. Nhìn này, chuột phải chọn cái này đúng không? Tôi lại ấn vào biểu tượng cậy kéo. Các bạn có thấy tự nhiên trong mà tạo ra cái background nhiều màu sắc cho chúng ta chưa? Tiếp theo, chuột phải chọn vào màu xanh dưới cùng. Tôi đã nói rồi, bước nguyên tắc là muốn áp dụng cái lệnh trong M của đối tượng thì phải chọn đúng layer đã. Nên cái bài 1 có quan trọng không ạ? Nó cực kỳ quan trọng đấy, bởi vì sau này liên quan thiết kế rồi. Chuột phải nhá. Không chưa? Nào, chọn vào đây, ấn số nhá, số 4. Các bạn có thấy background tôi tạo ra những cái màu sắc này chưa? Cái này tôi nói thật cho bạn biết, học xong là chúng ta có thể in vải được đấy ạ. In vải đấy, chỉ việc nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng thôi đấy ạ. Đấy, đấy, cái này có thể in được cái bìa vở không? Giấy gói về quà tặng không? Đúng không? Chúng ta tư duy ra vậy mà. Được chưa? Rồi xong nhá. Bây giờ mình là đến công đoạn thứ hai cho các bạn đó gì? Ngoài giá trị chúng ta vẽ được hình đúng không? Bây giờ chúng ta muốn làm thế nào để xoay được cái hình bây giờ? Đúng chưa? Rồi bây giờ tôi lại nói nhá. Hôm trước tôi có dạy cho các bạn cái chiêu thức là gì? Để muốn thay đổi kích thước của đối tượng, chúng ta ấn vào đâu? Sâu chân form, ngoài sâu chân form này chúng ta ấn vào đâu? Ctrl T, các bạn ghi đi rồi. Để muốn thay đổi kích thước của đối tượng và xoay đối tượng, chúng ta ấn vào Ctrl T. Được chưa? Ấn vào Ctrl T. Nhưng nhớ này, các bạn nhớ để ý cho tôi này. Trước khi ấn vào Ctrl T thì chúng ta có chọn đúng layer không đã? Đấy, chúng ta phải chọn đúng layer chúng ta mong muốn chứ, chứ không thể vu vơ được. Đây ạ. Các bạn để ý lên màn hình cho tôi này. Để muốn chọn chính xác vào layer mà mình mong muốn thì chúng ta phải chuột phải vào chính cái khu vực của nó. Thấy chọn đúng cái layer 3 chưa? Nhìn ra chưa? Rồi bây giờ tôi mong muốn cái hình này nó phải xoay thì có phải ấn vào Ctrl T không ạ? À? Chọn layer rồi mới bắt đầu mới xoay chứ. Đúng chưa? Nào, bây giờ tôi hỏi bạn nhá, bây giờ nó có các đầu điểm chốt này, các bạn xoay cho tôi bằng cách nào? Xoay bằng cách là các bạn ra góc của đối tượng, nhưng ra bên ngoài thì nó mới xuất hiện xoay. Có nhìn thấy biểu tượng xoay không ạ? Thì các bạn nhìn này, xoay đầu tiên là xoay theo tự do, có nghĩa là không theo một cái niêm luật nào cả. Chúng ta xoay thoải mái. Có nhìn thấy xoay thoải mái không ạ? Nhìn thấy xoay chưa? Đó, xoay thế nào cũng được. Nhưng tôi khuyên các bạn trong thiết kế, chúng ta hãy giữ thêm phím Shift khi xoay. Đó là xoay theo mặc định của máy. Nó xoay như này nè, 45 độ này. Đến đây là gọi là 45 độ này, các bạn nhìn thấy chưa? Ok, thấy chưa? Xoay được chiều này đúng không? Và sau khi xoay xong, bạn thấy ưng ý với đối tượng rồi, hoặc là nếu chưa ưng ý thì các bạn cũng có thể dịch chuyển sang trái, sang phải, lên trên xuống dưới. Có nghĩa là nếu mà bạn thấy là chỗ đấy nó chưa chính xác thì bạn được quyền dịch chuyển vị trí.
Được chưa? Bây giờ nhá, sau khi đã làm xong được cái công đoạn đó, chúng ta ấn Enter là dứt lệnh. Cái lệnh mà vừa rồi chúng ta thay đổi và xoay biểu tượng đấy ạ. Enter chính là dứt và thoát lệnh của việc thay đổi kích thước và xoay nhá. Còn cái vừa rồi vẽ vùng chọn là Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn nhá. Các bạn hiểu cho tôi cái điều đấy thì nó mới chuẩn được. Nào, Enter. Thấy chưa? Dứt lệnh chưa? Tiếp theo, bây giờ tôi lại muốn xoay cái màu vàng, có được không ạ? Tôi lại phải chọn vào gì? Chuột phải, chọn vào màu vàng. Đấy, chọn từng bước một. Bước 2, ấn vào Ctrl T. Ấn vào Ctrl T thì bắt đầu ra góc biểu tượng như này. Có phải giữ shift vào nó xoay không ạ? Giữ shift như này này, xoay như này này. Xoay như này này, đấy thì cái cạnh này mới song song được. Còn nếu không giữ shift, tôi đảm bảo cho bạn biết không bao giờ song song luôn. Nha. Yeah. Rồi, xong rồi thì ưng ý rồi thì bạn có thể đặt vào trái, đặt lên đây hay đặt xuống đây, được không ạ? Các bạn có nhìn thấy tôi đặt các vị trí khác nhau chưa? Rồi, bây giờ thì ấn Enter được không ạ? Rất này, tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ áp dụng những cái miếng xanh cuối cùng, chuột phải vào biểu tượng đằng màu xanh, đúng layer nó đã. Lại ấn vào lệnh là Ctrl T. Lại giữ shift ra góc cái biểu tượng và xoay. Các bạn có nhìn thấy được bài đó không? Và tôi đặt như này được không ạ? Và sau khi đã làm xong thì các bạn ấn Enter cho tôi. Thì tôi đã có 3 hình được xoay theo một góc độ. Và các bạn sẽ nhìn thấy với những ngẫu hứng về cách xoay hình này, các bạn có thể thiết kế ra những cái cảm xúc màu sắc cho backdrop cho sân khấu được. Liên quan đến ngày hội hè gì đó thì màu sắc tưng bừng lên. Dành cho trẻ con cũng tưng bừng lên đúng không ạ? Nhưng trẻ con lúc này tôi lại thiên Việt Nam giới. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, có thể là cho ô tô tiếp cả thứ, nhưng mà vấn đề là cho nam chứ không phải cho nữ. Nữ thì là ví dụ trẻ con có nam nữ mà đó, thì đây là một cái cách thiết kế của những cái hình của chúng ta, được không ạ? Xong chưa? Bài đấy là bài cũ đấy, không phải bài mới đâu à. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi vào thiết kế cho các bạn nha. Nhìn này, bắt đầu ứng dụng này. Tiếp theo, tôi sẽ nói nốt cái phần lý thuyết này, sau đó thì chúng ta sẽ giải nào một tí để cho chúng ta nghỉ, được chưa? Cách nha. Cách đưa một hình ảnh vào trong thiết kế. Thiết kế bây giờ phải đưa ảnh vào chứ, đúng không ạ? À? Không có ảnh thì lấy đâu ra mà chúng ta nhìn được thiết kế được. Rồi, cách đưa hình ảnh vào trong thiết kế, các bạn ghi đi. Bước 1, chọn vào File và Ctrl O. Nhìn thấy Ctrl O chưa? Phải lấy vàng ra đã. Bước 1, chọn vào File và chọn vào Ctrl O, mở ngoặc, mở file, phải mở file ảnh nha. Rồi, bây giờ thì các bạn để ý cho tôi là sau khi ghi xong, chúng ta ấn vào Ctrl O. Các bạn có nhìn thấy rằng là chúng ta phải tìm đến cái ổ của chúng ta không ạ? Chúng ta tích vào cái ổ chứa của chúng ta có những cái hình ảnh. Đây ạ. Tôi sẽ chọn vào một cái phần son môi, sau đó thì tôi sẽ chọn đến một cái chân dung như này, được không ạ? Các bạn nhìn thấy chân dung của tôi như này chưa? Nào, tôi ấn là Open được không ạ? Thì có nghĩa là mở ra đúng không ạ? Nhưng mà chưa phải đưa vào thiết kế đâu nhá. Các bạn nhớ nhá, nhìn thấy tôi mở ra chưa? Và lúc này trên màn hình Photoshop của các bạn xuất hiện hai tab. Tab số 1 là file thiết kế các bạn đang làm. Tab số 2 là file ảnh các bạn vừa mở lên. Có đúng không? Mà nhiệm vụ của chúng ta muốn trở thành thiết kế thì có phải đưa cái file ảnh sang file thiết kế không ạ? Đúng chưa? Bây giờ các bạn ghi nhá. Cách đưa file ảnh sang file thiết kế này, bước 1 chọn vào Ctrl A. Bước 1 chọn vào Ctrl A. Đây là bước dễ nhất rồi. Bước 1 Ctrl A. Nào, bước 1 Ctrl A. Từ từ, chúng ta phải bật đúng cái file bên cạnh là cái file ảnh của chúng ta đâu. Nào, chúng ta có một cái file ảnh nào chưa? Lấy tạm một cái file ảnh nào cũng được. Rồi. Nào, bước 1 Ctrl A. Ctrl A là có giống như là chọn hết không?
có giống chọn hết không? Ok, vậy thì khi mà ấn vào Cantona thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng nét đứt nó chạy xung quanh của cái ảnh không ạ? Có nhìn thấy chưa? Chạy xung quanh của ảnh chưa? Cantona nó ở trên bàn phím nhá. Cantona, Cantron và A. Được chưa? Bước 2, có phải copy là Cantron C không? Cantron C, bước 2 là Cantron C. Và bước 3 là chọn sang file thiết kế, chọn sang file thiết kế nhá. Rồi bây giờ chúng ta mới gọi là paste vào đúng không? Là Ctrl V đúng không? Nhưng từ từ bình tĩnh đã, đừng paste vội được không? Các bạn đừng paste vội cho tôi, bởi vì nếu mà các bạn paste vội sau này các bạn sẽ xử lý rất là vất vả này, nhìn này. Bạn muốn cho cái ảnh của chúng ta lên trên hay xuống dưới thì bạn nhìn này, các bạn có đồng ý với tôi đang ở đây một không? Có nhìn trong file thiết kế này không? Nếu tôi ấn vào Ctrl V thì ngay tất cả nó chỉ trên layer 1 thôi, nhưng lại dưới layer 2 và layer 3. Các bạn hiểu cái điều này của tôi chưa? Nên chúng ta làm kỹ bằng cách này. Bây giờ tôi muốn cho lên trên đầu, trên cùng thì có phải chọn vào layer 3 không ạ? Tại vì tôi muốn là Ctrl V vào thì cái ảnh ở đấy tôi phải trên cùng mà. Thì có phải là nếu mà paste vào thì trên cùng vậy trên layer 3 không ạ? Đấy, Ctrl V. Và các bạn thấy là khi Ctrl V chúng ta bị làm sao ạ? Ảnh nó có to. Ảnh to bây giờ làm nào để nhỏ lại? Sai. Ctrl trừ chỉ là tạo ra cái khung hình thu nhỏ thôi, còn cái thay đổi kích thước của đối tượng thì nó là Ctrl T mới là quan trọng. Ctrl T có phải là hôm trước chúng ta thay đổi kích thước của nó không ạ? Không biết mọi người đã xem đến đoạn đấy chưa? Đúng không ạ? Nào, từ từ đừng kéo vội, bình tĩnh nào. Chúng ta, mình đã là người làm rất là chậm trong đoạn này rồi thì mọi người kiên nhẫn nha nào. Ctrl T, mọi người có thấy là nó xuất hiện các đầu điểm chốt giống như cái hình bé bé vừa rồi không ạ? Đúng không? Ctrl trừ, đây là thu nhỏ này để nhìn cho dễ nè, nhìn thấy nhờ các đầu điểm chốt chưa? Thì đối với phiên bản từ CC 2020 trở nên, khi phóng to và thu nhỏ kích thước của đối tượng, bạn không cần phải giữ cái gì cả, bạn chỉ ra góc và kéo cho tôi thôi à. Có nhìn thấy kéo chưa? Nhìn thấy kéo chưa? Đó, kéo rồi. Nhìn thấy kéo chưa? Và khi kéo xong mà thấy ưng ý, thấy vừa ý thì bạn ấn Enter giúp tôi. Được không ạ? Hiểu cái này chưa? Đấy, Enter. Xong. Thế có nghĩa là kích thước của chúng ta đã hoàn thiện. Ctrl cộng là phóng to lên để nhìn cho nó dễ. Bây giờ tôi hỏi bạn nha, nếu cái hình này tôi cho xuống dưới một nấc cho xem, bạn sẽ thấy là ngẫu hứng về màu nó cực kỳ tốt luôn. Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là lệnh gì? Có phải là xuống dưới một layer không ạ? Có đúng chưa? Nào, các bạn có thấy tự nhiên có một miếng tím đè trên mặt không ạ? Ok, bây giờ tôi lại cho xuống thêm một lần nữa cho các bạn xem nhé. Ctrl ngoặc vuông một lần nữa thì các bạn có thấy màu vàng đèn không ạ? Được chưa? Đôi lúc người ta trong đồ họa người ta có thể xử lý bằng những miếng màu đè trên các đối tượng. Nhưng đè ở chỗ nào thì đấy là ý đồ của chúng ta. Có nghĩa là trên tổng quan toàn bộ tất cả cái nền trắng này, bạn đặt cho tôi cái màu mà vị trí vào cái chỗ mà bạn mong muốn nhìn, thì có phải là bạn đang hướng đối tượng người dùng đến vị trí đấy không ạ? Đúng chưa? Rồi các bạn nhìn này, lệnh của chúng ta là phải là Ctrl gì? Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới từng lớp một, thì có phải là cái hình người của chúng ta đang xuống dưới không ạ? Chúng ta xuống dưới một độ nữa bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái lại xuống dưới một lần nữa. À, đấy, thế thôi. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi muốn cho cái người đi lên trên cùng bằng cách nào? Lại ngược lại nói chuyện làm gì nữa, người ta phải dùng cái lệnh là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các lớp. Có đúng cái hôm ngọ chưa? Đừng có nói là về nhà mà chúng ta bảo nào cái này mình làm được rồi mà đến đây ủa trông lại mới nhở, cái này tại sao mới nhở? Đúng không? Bởi vì mỗi một ngày tôi làm một cái hình mới thì bạn sẽ thấy còn mới nữa. Được chưa nào? Nhìn này, lệnh của chúng ta buổi trước chúng học đó là gì? Ctrl Shift giữ chặt ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các lớp. Lên trên hết chưa? Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các lớp. Và tất nhiên là xuống dưới cả cái màu trắng nữa.
Có nhìn thấy xuống dưới cả màu trắng là che hết chưa? Đấy. Bây giờ có phải là can chôn ngoặc vuông bên tay phải một lớp thì có phải lên trên không ạ? À? Nên cho một lớp màu trắng còn gì nữa? Nên các bạn có thuộc về lệnh là cho lên trên và xuống dưới một lớp hay là nhiều lớp hay không? Thấy chưa? Lệnh cơ bản chưa? Xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta chơi một cái trò tiếp theo nhá. Nào, tiếp theo này. Để cho một tấm ảnh chui vào một cái khung. Có nghĩa là bây giờ tôi muốn cho cái tấm ảnh của tôi chui vào cái hình chữ nhật có được không ạ? Thì tôi làm bằng cách nào? Tôi làm lại cho các bạn. Bây giờ tôi không thích, tôi có thể được quyền xóa không các bạn? Nào, xóa đi bằng lệnh gì ạ? Đen ne te. Được chưa? Xóa tiếp nha. Xóa, xóa. Xóa luôn được chưa? Bây giờ tôi lại vẽ lại cho các bạn xem gì này. Bước 1 của vùng tròn là tôi vẽ một cái vùng tròn như thế này. Tôi giữ shift tôi thành hình vuông đúng không ạ? Nguyên tắc mà của chúng ta thiết kế là gì? Cứ có một vùng tròn sẽ có một layer mới. Có đúng chưa? Lập ra một layer mới. Sau khi có một layer mới sẽ có một cái đối tượng mới nằm trên nó. Thì tôi chọn màu tím được chưa? Tôi chọn màu tím chưa các bạn? Có nhìn thấy bên tay trái tôi chọn màu tím chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ là đổ màu nhá. Đổ màu bằng cách nào? Giữ phím Alt và Delete Enter. Các bạn thấy đổ màu chưa? Sau khi đổ màu xong, các bạn phải dứt lệnh vùng tròn bằng lệnh gì ạ? Ctrl D là dứt lệnh vùng tròn. Bước tiếp theo, tôi muốn xoay cái hình tím đấy ra một cái góc độ là 45 độ 1. Theo cái cách của tôi thì tôi ấn vào lệnh gì ạ? Ctrl T. Ctrl T là xoay, là phải là Ctrl T rồi. Phóng to thu nhỏ cái kích thước của cái ảnh đó phải là Ctrl T rồi. Đúng chưa? Đấy, sau này chúng ta chỉ cần tư duy là cái nào nó ứng dụng cho cái nào thôi. Nào, các bạn nhìn này, ra góc đúng không? Và xoay thì phải giữ gì? Rồi. Được chưa? Và sau khi xoay xong thì bạn ưng ý ở chỗ vị trí đấy chưa? Nếu chưa ưng ý, cầm di chuyển sang phải, sang trái, lên trên xuống dưới, được chưa? Xong rồi. Nào, bây giờ thì nếu ưng ý rồi, thấy ok rồi thì chúng ta dứt lệnh bằng phím gì ạ? Enter. Xong chưa? Bây giờ tiếp theo nha. Bây giờ để muốn đưa một cái ảnh từ bên file khác sang file thiết kế thì chúng ta bước 1 là chọn cái gì ạ? Chọn cái file ảnh đó. Bước 1 chọn vào Ctrl A. Nhìn chọn Ctrl A nó sẽ có cái này chưa? Bước 2 Ctrl C là copy cái ảnh này. Bước 3 khi đưa sang phải nhớ, nhớ nha. Chúng ta muốn cái ảnh chúng ta nằm trên đối tượng nào thì chúng ta chọn vào layer đó. Nhưng trong đây nó chỉ có 2 layer thôi. Bạn có thấy đơn giản chưa? Nhưng sau này có 1000 layer mà mình không biết tập kết vào đâu thì coi như toi rồi. Có nghĩa là bài toán về layer của các bạn là vứt hết. Có đúng chưa? Nên bài 1 quan trọng không? Bài 1 cực kỳ quan trọng. Có rất nhiều người giỏi nhưng mà tôi bắt phải làm lại từ bài 1 đấy. Nhá. Nào các bạn nhìn vào đây, Ctrl V, có thấy ảnh to không? Đấy, trường hợp ảnh mà đưa sang có hai trường hợp. Một là to quá, đây to quá đây. Hai, nhỏ quá. Nhỏ quá thì có phải phóng to lên không ạ? Phải kéo to lên chứ. Đúng không? Mà để phóng to và thu nhỏ của chính cái ảnh đó, kích thước của ảnh đó thì chỉ có một lệnh thôi, đó là lệnh gì? Ctrl T. Đúng không ạ? Mọi người biết Ctrl T chưa? Một lệnh tôi nhắc lại 100 lần đấy. Mọi người cứ để ý, đếm từ giờ đến cuối khóa đúng 100 lần thôi. Mà còn không nhớ và thuộc nữa thì tôi chịu thôi. Nào, Ctrl T. Và nhớ một điều rằng là khi ấn vào Ctrl T thì đối với phiên bản Photoshop CC 2020 đổ lên, chúng ta không cần phải giữ phím nào hết. Nó luôn luôn đồng dạng rồi. Còn giữ phím là toi nhá. Là ngay tức hình cho méo. Đây ạ. À. Đúng chưa? Đặt kéo lên đây đúng không? Nhìn thấy chưa? Xong chưa? Rồi, thấy ưng ý rồi. Ấn Enter giúp tôi cái. Xong chưa? Bây giờ cách nha. Cách để làm cho ảnh chui vào một cái khung. Các bạn có thấy là những cái banner quảng cáo cho bất động sản hay để trong một cái khung không ạ? Vậy thì đầu tiên để muốn cho ảnh vào khung thì người ta chỉ có cái ảnh tòa nhà thôi. Còn cái khung người ta có rồi. Có thể là hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông đúng không? Vậy thì các bạn có nhìn thấy cái hình dưới tôi là hình gì chưa? Có phải là hình vuông xoay không? Được rồi đúng không? Ảnh trên tôi là ảnh cô gái đúng không? Bởi vì hôm nay tôi sẽ làm mỹ phẩm mà. Tôi sẽ chọn cô gái.
nguyên tắc này, điều kiện này, để muốn cho một tấm ảnh chui vào khung thì ảnh phải nằm trên khung một layer thôi. Có nhìn thấy trên một layer chưa? Ok, cái này là điều kiện nhá, bắt gì bắt dịch nhá. Chỉ có nên là tại sao tôi nói là khi các bạn paste một cái ảnh sang một cái file thiết kế đấy thì bạn phải nhớ là bạn đang paste nó ở chỗ nào, thì phải chọn nó đưa đi paste thì nó mới lên trên được chứ. Chứ bây giờ có khoảng 5-10 cái mà bạn chọn cái đưa bạn paste vô ý thức thì tự nhiên là chúng ta sẽ làm sao, nó ở đâu ấy, nó không phải là đúng cái chúng ta mong muốn, đúng không nào? Các bạn nhìn vào đây. Ok, bây giờ các bạn đồng ý với tôi là cái ảnh này có phải trên cái này một lớp không ạ? Chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl Alt G. Có thấy ảnh chui vào khung chưa? Nhìn chưa? Sau này tạo hình bằng khung đấy. Đây chỉ là cơ bản, tí là chúng ta vào thực hành rồi. Nào các bạn nhìn vào đây. Chúng ta ấn vào Ctrl Alt G. Các bạn có thấy ảnh tôi chui vào khung chưa? Ctrl giữ phím Alt và giữ phím G. Đây là cách số 1, được chưa? Có nhiều bạn bảo là em không ấn được thì ấn kiểu khác. Ctrl Z lại, nhìn này. Nhá, đóng khung cho tôi lệnh là Ctrl Alt G. Đấy là lệnh đầu tiên. Đó là cho tấm ảnh chui vào khung. Nhưng nhớ một điều nhá, nhớ này. Mình muốn tấm ảnh chui vào khung thì mình phải chọn vào ảnh trên thì nó mới áp dụng được. Chỉ có nhiều người vô tính là ấn chọn đối tượng dưới. Nhìn thấy đối tượng màu dưới chưa? Ấn Ctrl G bảo anh ơi tại sao em ấn Ctrl G nó không vào, bởi vì bạn đâu có chọn đúng đối tượng đâu. Đúng chưa? Ok, chính xác nha. Bây giờ nhìn này. Tôi nói lại này, để muốn cho ảnh chui vào khung, việc đầu tiên chúng ta phải chọn vào ảnh đã. Được chưa? Bước 2, chúng ta ấn vào lệnh là Ctrl Alt G. Ctrl Alt G trên bàn phím, được chưa? Còn nếu mà bạn nào cảm thấy mà chưa làm được nữa thì anh nhìn này. Để muốn cho cái tấm ảnh này chui vào cái khung này, người ta giữ chặt phím Alt. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng di chuột đến vị trí giữa layer 1 và layer 2, nó xuất hiện biểu tượng cái ngóc xuống ấy. Các bạn nhìn thấy ngóc xuống chưa? Nhìn ngóc xuống chưa? Chỉ một phát là tự chui vào. Có thấy không ạ? Đây là cách số 2 nhá. Thấy không ạ? Nhưng tôi thích cái phương án đầu tiên hơn, nó dễ hơn. Đấy, thế thôi. Được chưa? Và sau khi đã được chui vào xong thì các bạn sẽ nhìn này, tấm ảnh của chúng ta vẫn có thể dịch chuyển sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Và thậm chí là cái ảnh của chúng ta có thể phóng to thu nhỏ được bằng lệnh Ctrl T như bình thường. Cũng nghĩa là đưa vào rồi thì vẫn có thể được quyền phóng này, nhìn này, kéo ra. Đặt như này được không các bạn? Nó không lộ nền tím ra đấy ạ. Mọi người hiểu cái này chưa? Ok, và sau khi đã làm xong này thì mình ấn Enter, có nghĩa là mình đã hoàn thiện vấn thiết kế rồi đây ạ. Các bạn có thấy là thiết kế của tôi đã có 3 phần. Thứ nhất, background màu trắng. Phần thứ hai, đã có chân dung của cái người liên quan đến ngành nghề của tôi. Còn bây giờ tôi thiếu cái gì ạ? Có phải thiếu text và logo không ạ? Được chưa? Đấy, ok, chúng ta sẽ nghỉ giải nào 15 phút, sau đó thì chúng ta sẽ vào thực tế là tôi sẽ làm cho các bạn xem. Nha. Nào mọi người để ý đây, lúc này chúng ta sẽ làm ra một phiên bản mới thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tắt bỏ cái hình. Chúng ta thiết kế cho một sản phẩm mới thì chúng ta tắt hết. Được chưa? Quay lại từ đầu đây ạ. Đoạn đầu tiên chúng ta làm nhá. Để muốn làm ra bản thiết kế thì việc đầu tiên là chúng ta phải tạo ra khổ giấy đã, và khổ giấy thì chúng ta chọn vào file. Chọn vào Ctrl N đúng không ạ? Và sau khi Ctrl N xong thì mình sẽ chọn nó có một cái kích thước khổ giấy là một chiều là 1200. Chiều thứ hai mình sẽ để là 600. Độ phân giải mình sẽ để là 150. Đấy. Tất cả mọi thứ làm rất là chuẩn chỉnh. Có nghĩa là từ trên xuống dưới mình đã nhắc lại cái này tiếp theo một lần nữa cho các bạn. Đó là background này. Khổ giấy tôi chỉ có như này thôi. Không còn quan tâm thứ khác. Được chưa? Nếu mà quan tâm thứ khác các bạn sẽ không để ý được đâu ạ. Nào nhìn này. Độ phân giải tôi để là 150. Chế độ là RGB. Biết tại sao RGB chưa? Tiếp theo mình chế độ 8 bit. Và cái background của mình đang là màu trắng.
đúng không ạ? Nào ấn OK. Thế là lúc này chúng ta đã có một cái kích thước khổ giấy rồi. Việc thứ hai, chúng ta trong quy trình khi làm, chúng ta có thể để cái bảng layer nó sang trái một tí, sang phải tí để cho nó dễ nhìn. Tiếp theo xong nhá. Bước 1, để muốn làm ra một phiên bản thiết kế, tôi sẽ chọn cái màu tương ứng. Tôi sẽ chọn màu background của tôi là màu xanh đậm. Đây à, tôi chỉ thấy cái màu xanh đậm à. Đấy, nhiệm vụ của tôi là tôi đổ được cái màu background, có nghĩa là tôi thành công bắt đầu đi theo nhận diện thương hiệu rồi nhá, nhìn này. Tôi ấn OK, có nghĩa là đã chọn được màu nhưng chưa có đổ được. Thì chắc chắn là mọi người phải nhớ cái lệnh đổ màu chứ. Còn nếu không đổ màu thì chúng ta lại không thể làm được rồi, đúng không ạ? Chúng ta dùng phím đó là Andenete, chính là đổ màu phía trên, đó là đổ màu xanh. Mọi người nhìn thấy cái màu xanh chưa ạ? Và trong bài số 1 tôi đã nói cho các bạn biết rằng là nguyên tắc để muốn chọn thiết kế dễ nhất, người ta sẽ dùng phương pháp nhá, đó là chọn background màu đậm hoặc background màu sáng. Điểm gì ạ? Background màu đậm sẽ dùng với text màu sáng và ngược lại. Đấy, chỉ vậy thôi. Bước thứ hai, tôi sẽ nói cho các bạn biết là tôi sẽ ấn vào cửa sổ E. Tôi sẽ chọn ra ngoài desktop cho các bạn. Và ở đây nó có một cái ví dụ, tôi có một cái new folder hoặc là tôi có một cái thư viện của một cái ảnh đây ạ. File ảnh này tôi sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn cùng làm. Nhìn đúng không ạ? Đồng hồ nam. Trong đồng hồ nam của tôi nó có ảnh gì? Số 1, đây tôi tích cho các bạn xem. Một người đàn ông đeo một chiếc đồng hồ. Đồng ý chưa? Tông màu có tối không ạ? Tối đúng không? Bước thứ hai, các bạn sẽ có một cái logo Omega. File này là file PNG, là không có nền. Không có lý nền nào, kéo phát sang trong suốt rồi. Nó chỉ có mỗi cái hình của logo thôi. Được chưa? Loại thứ ba là loại gì? Các bạn sẽ có một cái hình ảnh đồng hồ, có thể là đồng hồ như thế này. Có thể là đồng hồ như thế này. Có thể là đồng hồ như kiểu khác nữa, ví dụ như thế này. Được không ạ? Tiếp theo nha. Và ở đây chúng ta có những cái background của chúng ta có thể là một màu và nhiều màu, nhưng tôi chưa nói những cái background sau. Được chưa? Ok, đây là tư liệu khách hàng cung cấp cho mình đấy. Có nghĩa mình muốn thiết kế thì khách hàng phải cung cấp cho mình ảnh này, cung cấp cho mình logo này, cung cấp cho mình nội dung thiết kế này. Và người ta sẽ đưa cho mình vào đây. Và mình đưa vào một folder đã. Còn cái việc của mình bây giờ mình tuần tự làm thế nào để được đưa vào, đúng không? Đấy ạ. Bước số 1 là trước khi thiết kế thì chúng ta phải tạo bố cục. Và bố cục ở đây nó có một nguyên tắc là một bên trái của chúng ta có thể là ảnh, hoặc bên phải có thể là ảnh, và bên ngược lại sẽ là text. Được chưa? Và chúng ta đã qua được cái nội dung của vùng chọn rồi. Vùng chọn để làm gì? Làm bố cục mà. Thì cái mà hợp với đàn ông của chúng ta đó là những hình vuông và hình chữ nhật chứ không phải là hình tròn. Nên tôi đã dạy cho bạn hình vuông rồi thì tôi chọn hình vuông. Nhìn thấy hình vuông chưa? Đây ạ, à, vùng chọn hình vuông chúng ta đã có rồi. Bây giờ làm thế nào để vẽ được hình vuông thì tôi giữ phím Shift, tôi vẽ ra bình thường tuần tự như này. Và vẽ ra cố gắng chúng ta sẽ đặt đúng bằng chiều cao của thiết kế luôn. Mọi người nhìn thấy bằng chiều cao chưa? Bước số 2 này. Nguyên tắc này. Để muốn có một vùng tròn thì sẽ phải có một cái layer mới. Nhìn đây mới chưa? Có một layer mới rồi sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó. Thì cái phương án số 2 của tôi, một là tôi chọn vào xanh nhạt hơn bởi vì nó sẽ cùng tông. Ví dụ tôi chọn xanh nhạt thì có phải là tầm nhài không các bạn? Đây có phải xanh nhạt không ạ? Thì ít nhất hai cái màu đấy nó có họ với nhau là cùng là màu xanh. Hoặc các bạn chọn cái màu dễ dùng nhất đó là màu trắng. Được không ạ? Nha, màu xanh và màu trắng. Đây, tôi sẽ chọn màu trắng cho các bạn. Và sau khi tôi đã có màu trắng xong thì tôi có để được quyền đổ màu cho nó bằng màu trắng vào trong cái hình khung này được không ạ? Và nhớ một điều rằng trước khi đổ màu phải chọn đúng layer đã. Tôi chọn đúng layer chưa? Đấy, mình làm rất là chuẩn chỉnh luôn cái này. Và chắc chắn là phải học về đổ màu là chắc chắn rồi. Nào đổ màu nào. Dùng lệnh Andenete, các bạn sẽ thấy một cái màu trắng chưa? Và sau khi đổ màu trắng xong thì chúng ta phải dứt và thoát lệnh bằng lệnh đó là Ctrl gì? Ctrl D là dứt lệnh vùng tròn.
Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta thì mong muốn là cái hình chữ nhật, hình vuông màu trắng đó nó sẽ xoay ra. Thì mong muốn đấy nó phải liên quan đến cái lệnh mà bạn biết. Lệnh gì để xoay được cái hình thế bây giờ? Nào, các bạn có thấy là cái hình này làm thế nào để xoay được? Rồi, bây giờ mọi người nhớ thì mọi người mới nhắc được cho mình đây à. Nào, giữ shift. Giữ shift để làm gì ạ? Xoay theo mặc định của máy và xoay như này nè. Mọi người có thể nhìn thấy cái bên này chưa? Nhìn chưa? Và bây giờ sau khi xoay xong, mọi người có thể đẩy sang phải, sang trái. Nhưng trong trường hợp này tôi khuyên các bạn là đẩy sang phải cho tôi ạ. Đặt như này được không ạ? Mọi người nhìn này chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn như này. Và chúng ta có thể phóng to ra như này được không ạ? Phóng to ra như này và dịch chuyển sang trái được không ạ? Thế nhá, vừa phóng to vừa dịch chuyển sang trái thì có phải nó được như này không các bạn? Đấy nhá, mọi người có thấy là cái hình của tôi được chưa? Nếu mọi người bị kéo, bị kích, kích cái màn hình quá ấy, thì chúng ta mới dùng cái lệnh đó là Ctrl trừ. Cái Ctrl trừ là gì không? Đây này, Ctrl trừ nó như này này. Thì có phải phóng to thu nhỏ nó có phải thoải mái hơn không ạ? Vậy người ta sinh ra cái lệnh là Ctrl trừ để thu nhỏ cả cái khung hình này để chúng ta kéo cái hình nó thoải mái được không ạ? Rồi, mọi người thấy ưng ý rồi thì mọi người ấn Enter cho tôi cái. Tôi đã có được một hình số 1. Xong chưa? Rồi, bây giờ như này nhá. Cái hình số 1 của tôi đã thực hình thành rồi. Bây giờ tôi có thể chọn một cái lệnh opacity, có nghĩa là tôi đang đọc bản vẽ của người khác ấy, là cái cách hình này opacity chỉ bằng 30% thôi. Thì có phải là các bạn gõ vào opacity được chưa? Thử nhá, 30%, Enter. Các bạn có thấy cái hình nó bị mờ đi không ạ? Đây là lệnh trong mờ không thì nữa. Đúng chưa? Rồi sau tiếp theo nhá. Bây giờ lại vẽ lại tiếp theo một lần nữa. Bình thường tôi không bao giờ vẽ lại này nhảy đâu, nhưng mà bây giờ tôi lại vẽ lại cái hình cho bạn xem tiếp theo một lần nữa. Tiếp theo. Bây giờ tôi lại vẽ một hình vuông tiếp theo. Mà hình vuông tiếp theo thì chúng ta phải làm bằng cái gì? Lại vẽ một hình vuông bằng giữ shift, lại vẽ để như này được không ạ? Đúng chưa? Rồi, vẽ hình vuông xong rồi, bây giờ muốn đổ màu thì bây giờ chúng ta phải làm bằng cách nào? Tạo layer, cảm ơn rất là nhiều. Có layer chưa? Có layer xong rồi thì bây giờ mình có thể đổ được màu không ạ? Chọn màu trắng luôn, không cần phải làm gì hết. Mình chọn luôn màu trắng. Nha, đổ màu tiếp theo này. Giữ phím Alt và ấn vào nút Delete thì có phải đổ màu trắng không? Vâng. Lại rất mạnh. Lại ấn vào Ctrl T để xoay. Ctrl D là rất lệnh vùng tròn. Còn Ctrl T là để xoay đối tượng và thay đổi kích thước của đối tượng này. Đúng chưa? Giữ Shift lại xoay biểu tượng. Nhìn thấy không? Và bây giờ mình lại dịch chuyển qua trái được không ạ? Dịch chuyển như này được không ạ các bạn? Mọi người nhìn thấy dịch chuyển qua trái chưa? Phương án số 2 tôi đã hoàn thành. Đấy, đấy nha, vẫn là cái bước là tạo ra vùng tròn, đổ màu, lại xoay và lại dịch chuyển sang trái. Nhưng cái này không được quyền lộn xộn nữa rồi, bởi vì làm sản phẩm thật rồi các bạn à, không còn cơ hội lộn xộn như đầu tiên đâu à. Đây à, sau khi đã được hoàn thành với giá trị số 2 cũng tương tự như vậy, tôi lại ấn Enter và tôi lại chọn opacity bằng 50%. Đầu tiên các bạn có thấy tôi đặt 30 không ạ? Thì cái phương diện số 2 độ mờ nó phải rõ hơn, tôi sẽ đặt 50%, tôi gõ vào đây 50%, tôi còn không đánh số trên bàn phím luôn cho các bạn. Có nhìn thấy 50% chưa? Vậy ở đây tôi đọc lại cho các bạn xem nhá. Đây là một bản thiết kế, tôi đã thiết kế gồm có 3 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là background là màu đậm nhất, đúng không ạ? Đối tượng số 2 là tôi để opacity bằng 30%, đó là hình vuông tôi tạo ra, đúng chưa? Và đối tượng số 3 trên cùng là tôi đang để hình vuông nhưng opacity bằng 50%. Xong chưa? Rồi bây giờ tiếp theo tôi lại tạo thêm một cái mới nữa. Chắc có lẽ là cái này chúng ta thuộc luôn đấy. Nhìn này. Lại vẽ một vùng tròn mới, lại vẽ ra bình thường phải giữ shift. Là hình vuông mà phải giữ shift thôi. Nào có vùng tròn rồi đúng không ạ? Bây giờ muốn đổ đối tượng thì phải có layer chứ ạ. Thấy chưa? Tôi lại nhắc lại cho các bạn một lần nữa, đó là lại tạo ra layer mới là layer số 3. Và layer số 3 lúc này thì chúng ta sẽ đổ cho nó một cái màu, lại là màu trắng. Tôi còn không chọn nhiều màu luôn cho các bạn, chỉ học về mỗi opacity thôi. Được chưa? Đổ màu nhá, được không ạ?
Nào, bây giờ đổ màu bằng cách nhận gì ạ? Bằng an và denete, được chưa? Và sau khi đổ màu xong thì bạn có dứt lệnh vùng chọn này không? Bởi vì chúng ta đã có vùng chọn mà. Được chưa? Ctrl D được không ạ? Xong. Bây giờ sau khi làm xong thì hai cái kia nó xoay rồi thì thằng này cũng phải xoay theo thôi. Tôi ấn là Ctrl T được không các bạn? Nào Ctrl T. Lại ra góc của biểu tượng và xoay thì phải giữ cái gì ạ? Rồi xoay. Được chưa? Ta có thể đưa sang trái được không ạ? Nào đưa sang trái nhá. Như này được không ạ? Các bạn có thấy nó có một chuyển độ không ạ? Các bạn hiểu tại sao người ta thắng nhau bằng sắc độ chưa? Sắc độ nó phải có đậm, trung gian và sáng nè. Và tất cả những cái người ngoài kia rất thích sự chuyển độ. Nên làm cái này nó đã bắt mắt sự rồi. Tuy rằng đấy là những hình cơ bản thôi ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo nhá, Enter được không ạ? Enter nhá, rồi Enter. Các bạn có thấy là ở đây tôi có 3 phần. Phần số 1 là Background. Phần số 2 là Opacity bằng 30%. Tiếp theo 50% và cái cuối cùng trên là 100%, đúng không các bạn? Có đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục nạp năm một đây mới nữa cho nó chốt hạ, cho nó hoành tráng luôn cái đoạn này nhá. Nào tiếp tục nào, các bạn để ý vào đây cho tôi. Tôi lại nạp ra một vùng chọn mới hình tròn và hình vuông đây ạ, được chưa? Lại hình vuông. Sao cứ vẽ hình vuông mãi thế ạ? Bởi vì nó phải đủ lớp đấy ạ. Được chưa? Bước 2 này tạo ra một layer mới. Nhưng tí lại thành hình thần thế này không tưởng được luôn đấy ạ. Nào, layer mới chưa? Bước 3 bây giờ tôi lại không thích chọn màu trắng bởi vì tôi sẽ chọn một màu khác để cho các bạn phân biệt cái hình này chính là phần ảnh tôi cho chui vào đấy ạ. Được không ạ? Tôi sẽ chọn một cái màu khác. Được chưa? Chọn màu khác chưa? Đổ màu được không ạ? Nào, đổ màu bằng lệnh gì? An denete. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh nhẹ hơn tôi chưa? Nào, sau khi xong tôi dứt lệnh được không các bạn? Thì nguyên tắc làm xong phải dứt lệnh, đấy là chuyện đương nhiên đấy ạ. Nha, Ctrl D dứt lệnh. Đấy, các bạn thấy không? Tôi tạo từng lớp, tôi làm từng lớp cũng đồng thời với giá trị đấy. Bây giờ làm thế nào để xoay ạ? Ấn vào Ctrl T và ra góc của biểu tượng và xoay, thì muốn xoay theo mặc định thì phải ấn vào phím gì ạ? Sử Shift. Có nhìn thấy xoay chưa? Và bây giờ tôi dịch chuyển qua trái như này. Và dịch chuyển thì trong quá trình dịch chuyển thì tôi phải phóng to để làm chi tiết hơn. Có nhìn thấy cái lệnh phóng to Ctrl cộng chưa? Bây giờ tôi sẽ để cái viền trắng đấy chính là sự nhấn nhá cho khung thiết kế của tôi đấy ạ. Là cái khung ảnh, các bạn có thấy tranh người ta hay có khung không ạ? Thì cái viền trắng ấy chính là cái khung nhá. Tôi sẽ để vào trong này. Đấy, tôi dịch chuyển bằng tay, đoạn này dịch chuyển tay, đừng có dịch chuyển máy nhá. Dịch chuyển bằng tay nghĩa là gì ạ? Trên bàn phím của các bạn có nút sang phải, có nhìn nút sang phải chưa? Nút sang trái, nút lên trên và nút xuống dưới chưa? Có nhìn thấy cái chỗ bàn phím đấy không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy cái nút mũi tên sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới không ạ? Nào bây giờ dịch chuyển như này có chính xác hơn không ạ? Còn chính xác hơn chuột nhiều. Chuột không dịch chuyển được kiểu như này đâu ạ. Đấy, tôi để làm cái viền trắng nha, được chưa? Rồi, sau khi đã ổn rồi, tôi ấn vào Ctrl trừ để tôi nhìn tổng quan. Và bây giờ có thể ấn Enter được chưa? Nào, Enter nhá. Xong. Thế là tôi đã tạo xong khung hình của ảnh thiết kế rồi đấy ạ. Nào, tạo được khung hình thiết kế xong chưa? Xong rồi, đây ạ. Vậy nhá. Ví dụ nếu mà tôi cho các bạn một cái bài tập giống như thế này, các bạn có làm nổi không? Các bạn thấy không? Câu chuyện của chúng ta là đi rất từng bước, nó vẫn là cái lệnh đấy, được nhắc đi khoảng 10 lần là ít nhá. Nào nhìn vào đây. Bây giờ tôi hỏi bạn mục tiêu của tôi là gì? Ảnh một bên. Ví dụ sau này các bạn để mon vào cái chỗ màu xanh nhạt đấy được không ạ? Rồi, bây giờ sau này các bạn để một cái máy tính vào cái chỗ xanh nhạt đấy được không ạ? Đúng chưa? Các bạn thấy không ạ? Đây là một trong những cái bố cục gọi là gì? Cơ bản đấy ạ. Nào tiếp theo nhá, để ý lên đây. Để muốn đưa một tấm ảnh vào trong thiết kế thì có phải là chúng ta phải ấn vào Ctrl O để mở cái ảnh lên không ạ? Đúng chưa? Ctrl O.
Và can to know thì các bạn có tìm đến cái ổ mà có cái ảnh không ạ? Rồi, tìm đến cái ổ có cái ảnh. Tôi sẽ chọn vào cái ổ của tôi có cái ảnh luôn. Và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy nha, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mục. Và chúng ta sẽ có những cái mục nha, đồng hồ nam này, nhìn chưa? Và kéo xuống đây thì tôi có một cái ảnh rồi. Đây, cái ảnh của tôi đây. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái ảnh này là cái chắc rồi. Được chưa? Nào, ấn vào đây. Ấn open được không ạ? Rồi, bây giờ tôi hỏi bạn là khi tôi mở ra thì có phải một bên của tôi là thiết kế không ạ? Đúng chưa? Và một bên của tôi có phải là cái ảnh không ạ? Bây giờ làm thế nào đưa cái ảnh này sang bên này được không ạ? Nào, bước 1 thì phải chọn vào đâu ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Đúng rồi đây ạ. Canon C đúng rồi ạ. Bây giờ phải sang đâu ạ? Sang đây phải có lưu ý cái gì ạ? Đúng rồi, phải chọn vào khung của layer là layer số 4 có đúng không? Có phải layer số 4 có đúng không? Có nhiều người chưa tin đúng không? Cầm dịch chuyển lại như này này, có biết đúng chưa? Chính xác chưa? Rồi, thì Ctrl Z lại, nhìn nhá. Chọn rồi, bây giờ tôi ấn vào Ctrl V được không các bạn? Nào, bây giờ ấn vào Ctrl V được không ạ? Nào, Ctrl V là paste vào đúng không? Thử nhá, Ctrl V. Ảnh to chưa? Ảnh nó to quá không? To như này liệu có kéo được không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái lệnh đó là Ctrl trừ để cái tổng quan nhỏ lại như này ấy. Thì ấn vào Ctrl T nó mới dễ chịu. Có nhìn thấy kéo như này dễ hơn không ạ? Hay là mình thích kéo như này? Mình cứ để to đúng như này mình kéo. Đây có nhiều bạn này đây không dùng cái Ctrl trừ đây ạ. Ấn vào Ctrl T như này. Em biết ấn vào Ctrl T như này thì chúng ta vất vả không ạ? Nhìn nhá, Ctrl T. Đây cầm cái kéo này vất vả chưa? Đây vất vả không? Trong khi đó tại sao chúng ta không ấn vào Ctrl trừ thu nhỏ như này mà chúng ta thu nhỏ lại có phải dễ không ạ? Nào, thu nhỏ lại thì có phải ra góc kéo vào như này không ạ? Thì tôi kéo chưa? Và nguyên tắc trong phiên bản CC 2020 của chúng ta thì không cần phải giữ phím gì cả, chỉ cần kéo là tự thu nhỏ lại thôi. Thu nhỏ nhá, lại phóng to bây giờ này, nhìn thấy chưa? Để ý màn hình này, thu nhỏ tiếp đúng bằng chiều cao. Lưu ý, tấm ảnh khi thu nhỏ có chiều cao phải bằng chiều cao của thiết kế. Bằng chưa? Đừng bao giờ cho nhỏ hơn nhá. Đầu tiên mình phải bằng đã, nhìn thấy bằng chưa? Xong rồi đúng không? Bây giờ có thể ấn Enter giúp lệnh không ạ? Không. Tại sao không? Tại sao mình lại không luôn mà không có ấn Enter? Vậy thì em có giải pháp để cho thu nhỏ lại nữa hả em? Thu nhỏ như này thì có phải nó nhỏ hơn chiều cao của cái khung màu xanh không em? Đấy, nên chính vì vậy mà người ta mới bảo là người ta phải cho bằng ít nhất bằng cái khung và bằng cái thiết kế đã nhá, không chưa? Rồi bây giờ nhìn này, mọi người nhìn này, cái lệnh này chúng ta đã biết rồi, chúng ta ấn Enter. Xong. Công đoạn số 2 đã đưa ảnh vào trong thiết kế được rồi. Nhưng nó còn một cái khâu quan trọng nữa, đó là cái lệnh Ctrl Alt G. Có đúng không? Ctrl Alt G nghĩa là sao ạ? Là cách đưa ảnh vào trong khung. Nhưng nhớ một điều rằng là phải chọn vào cái ảnh, chứ đừng chọn vào cái khung nhá. Mọi người có thấy là tôi đang chọn cái ảnh hay chọn khung ạ? Rồi, cảm ơn, rất chính xác. Bây giờ chúng ta làm đây à. Tôi đang hỏi các bạn để các bạn định vị là sau này bạn muốn cho chui vào thì bạn phải chọn vào ảnh, chứ bạn chọn vào khung là nó chui vào chỗ khác đấy nhá. Nhìn chưa, tôi chọn ảnh chưa? Bây giờ làm thế nào để cho chui vào khung ạ? Ctrl Alt G đúng không? Nào, Ctrl Alt G. Có thấy nó chui vào khung chưa? Có thấy chui vào khung chưa? Nhưng khi chui vào khung thì cái vị trí mặt của cái đồng chí đàn ông này nó lại không nằm đúng như chúng ta mong đợi đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể dịch chuyển cái ảnh nó sang trái được không ạ? Chúng ta có thể dịch chuyển không ạ? Mà dịch chuyển bằng phím gì ạ? Dịch chuyển bằng phím gì ạ?
Không ạ, can chân ngoạc. Tại sao phải can chân ngoạc? À, phải là đồng. Không, có nghĩa là chúng ta đã can cho tan g rồi, đã chui vào rồi nha em nhá. Thì bây giờ người ta đang hỏi là có dịch chuyển sang trái không? Bởi vì dịch chuyển cái này sang trái thì có phải mặt nó chìa ra ngoài không? Thế bây giờ dịch chuyển sang trái thì chỉ cần V và em kéo sang như này là xong rồi, còn gì nữa? Đúng không ạ? Nhìn chưa? Dịch chuyển sang trái. Được chưa? Và đúng rồi, xong rồi. Bây giờ việc còn lại kiểm tra được cái thành quả của chúng ta là gì? Phóng to. Thế là công đoạn số 1 đã xong. Nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn cái này chưa? Thế bây giờ tôi có ảnh rồi. Có ảnh của nhân vật chính rồi. Bạn biết tại sao mà cái khung hình nên là khung hình như này? Tại sao cái khung này nó lại rộng hơn? Bởi vì lý do là mình kéo càng hẹp bên này thì cái chỗ này nó lại không có đất để dùng cái này. Có nghĩa là nó hẹp, hẹp vào thì cái ảnh bạn cho vào ấy thì nó cũng bị hẹp như vậy. Đúng không ạ? Nhìn cái màu xanh của mình bị hẹp chưa? Cái đồng hồ màu xanh này à? Cái khung ấy của mình đang bị hẹp quá. Mình phải dịch chuyển sang phải tổng quan thì nó mới được. Đấy. Rồi nhá. Bây giờ sau khi cái ảnh đã được rồi, bây giờ còn lại, bây giờ tôi lại vẽ một hình chữ nhật tiếp theo. Mọi người để ý này. Xong rồi đúng không? Coi như phần ảnh tôi đặt xong rồi. Vậy thì sau này cái ảnh đàn ông đấy có thể thay bằng cái món ăn được không ạ? Được. Sau này ảnh đàn ông đấy có thể thay bằng chai nước hoa được không ạ? Sau này có thể thay bằng cô gái được không ạ? Vậy thì người ta mới gọi là thiết kế bố cục sản xuất thương mại, là nghĩa là sao ạ? Bạn sau này tạo cho tôi rất nhiều những cái bố cục như thế này nè. Từ hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Sau đó bạn cần thiết kế cho ai đó thì bạn chỉ việc nôi cái ảnh vào thôi. Có phải bạn làm nhanh hơn không ạ? Hay là lại vẽ từ đầu đúng như thôi. Đúng không ạ? Nên cái người thiết kế lâu năm là người ta đã có form sẵn rồi à. Vậy thì các bạn có thể là đi chạy quảng cáo Facebook thì có phải là nó có quy chuẩn rồi không ạ? Bạn xây dựng nhiều form này tôi đã bảo bạn nhé, làm một cái banner thì không quá 15 phút đâu ạ. À. Thiết kế một tí là xong thôi ạ. À. Nhưng vấn đề là mình phải có tư liệu mình làm sẵn đi. Thì có phải làm nhanh không? Nhưng cái đấy 300 nghìn một phát đấy ạ. Bạn nghĩ sao? Nhưng tại sao? Tại sao nhá? Ở đây chúng ta đã có những người dùng Canva rồi đúng không ạ? Thì tại sao Canva này không thể ăn được Photoshop? Bởi vì Photoshop nó chỉnh nó khủng khiếp hơn, nó đẹp hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Nên những cái gì khù khoằm ấy thì người ta mới sang Photoshop. Được chưa? Nào bây giờ nhá. Tôi hỏi bạn nhá, tôi sẽ thay đổi khẩu vị của các bạn về mắt cho bạn xem. Bây giờ làm thế nào để chọn vào cái opacity bằng 30% ạ? Bạn biết cái opacity 30% là cái chỗ nào không ạ? Nhân số 3. Không. Tôi đang muốn chọn vào cái layer chỗ opacity 30% kia kìa. Có nhìn cái đầu tiên background là 30% opacity không? Xong đến 50% không? Xong đến 100% không? Là cái này này. Cái dưới cùng là cái này này. Nên tôi gọi nó là opacity bằng 30% đấy. Chỗ này này. Làm thế nào để chọn được nó? Mà rõ ràng tôi đang chọn cái gì đấy ạ? Các bạn có thấy tôi đang chọn vào layer gì đây không ạ? Này. Lại can chôn ship ngọt. Thấy chưa? Cho nói lại. Nào, cách chọn layer nhớ chưa? Rồi, giữ can chôn chứ không phải giữ, không phải ship, giữ can chôn, chặt can chôn này. Tích vào khu vực của cái đối tượng đó đúng không? Chính xác chưa? Rồi, thử ấn nhá, xem có được không? Biết đâu không được sao? À, tích vào thử nhá, tích vào đây đúng không? Tích thử nhá. Đúng chưa? Nó nhảy xuống đây số 1 kìa kìa. Mọi người nhìn thấy đây số 1 chưa? Có phải trên cái bách cái da màu xanh đậm không? Thử kéo xem. Chưa biết đúng hay không, có phải kéo không? Ô đúng rồi. Được, được các bạn ạ. Nhìn nhá. Tôi hỏi các bạn nhá, nếu tôi chọn xong cái này đúng không? Nhìn này, thay đổi khẩu vị này. Tôi cầm đối tượng này tôi kéo một phát xuống cho các bạn xem. Nhìn nhá, nhìn này. Cầm này. Kéo như này có hay không? Các bạn có thấy bố cục tôi thay đổi không? Nhìn bố cục thay đổi chưa? Bởi vì khi bố cục thay đổi là nó có độ ngắn dài khác nhau đấy ạ. À. Nhìn thấy cái chiều ngắn dài chưa? Vui mắt hơn chưa? Vui mắt thì không là nó có phải có ngắn dài khác nhau. Còn cái này ấy, các bạn có nhìn cái bố cục này chưa? Bạn xoay dọc ấy cho tôi có phải giống bố cục của phấn mix không?
Đã ai có con cho đi viết phấn thiện bảng chưa? Nó có cái biểu tượng chéo chéo đấy ạ. Có nhìn thấy bố cục của cái ba số ạ. Thúc ba con năm nó có bát chéo đấy ạ. Có nhìn thấy cái đấy không ạ? Các bạn quay dọc lên, các bạn có thấy là đặt trên là có thể món ăn là làm steady được không ạ? Nếu cái này tôi xoay dọc lên tôi đặt cải vào trong có phải được trở thành steady không? Nên từ một bố cục người ta phải tư duy là đẻ ra các loại bố cục khác. Xong chưa? Nhìn thấy nó khác biệt không ạ? Nhìn thấy nó thay đổi chưa? Ví dụ như bạn để như này, các bạn xét lại nhá. Có thấy nhá, cái gì nó cũng bằng nhau. Gì đâu? Nó cứ đều. Nhưng khi chúng ta cầm cái này chúng ta chỉ cần kéo xuống thôi là câu chuyện nó khác xứ rồi. Các bạn thấy nó khác không? Bởi vì là chúng ta đã thay đổi khẩu vị của mắt, là nó có ngắn dài cao thấp chứ không phải là cái gì nó cũng đều đâu ạ. Đấy, xong rồi. Bây giờ tiếp theo nhá, mày quay trở lại con đường cũ, tôi sẽ dạy cho bạn vẽ hình vuông tiếp. Hình vuông này người ta gọi là tổng quan và trích đoạn. Trong thiết kế của tổng quan là gì? Các bạn có thấy là một cô gái muốn quảng cáo cho mỹ phẩm hay thời trang hay là trang sức thì thường thường cô gái rất là đẹp và đeo cái đồng hồ trang sức cực kỳ, nó đắt tiền không? Nhưng bạn này không bao giờ nhìn được cái chi tiết của đồng hồ đúng không? Lý do cô gái là tổng quan. Còn trích đoạn này là chúng ta phải vẽ làm cái ô và cho một cái đồng hồ phóng to lên để nhìn độ quý của nó, vàng nó là nhào, kim cương nó là sao thì người ta mới gọi là tổng quan và trích đoạn đấy. Các bạn hiểu cái này chưa? Các bạn có thấy là quảng cáo nó hay có cái đó không ạ? À? Chi tiết đấy, đúng rồi đấy. Tại vì sao các bạn có quảng cáo về đồ may mặc không ạ? À? Thì tại sao bạn phải view lên nhìn cái đường chỉ nó ủi, nét nhờ, xịn nhờ. Thì người ta mới cho vào chứ. Quảng cáo giày cũng thế mà. Nào tiếp tục chúng ta lại quay trở về con đường vẽ hình vuông được không ạ? À? Lại tiếp tục nhắc lại tiếp. Nào các bạn nhìn vào đây. Bây giờ tôi có thể đặt cái này lên trên đây được không các bạn? Được không? Tôi đặt trên đấy nhá. Tại sao đây? Bởi vì ra tí rồi tôi dành hình vuông đặt dưới đây. Được không? Nào. Bước 1. Tôi lại vẽ một hình vuông, hình tròn. Hình vuông đây. Giữ ship được không ạ? Và nhớ một điều rằng là khi vẽ một vùng tròn thì phải có một layer mới không ạ? Được chưa? Đã có layer mới chưa? Đã có layer mới chưa? Chưa, đã làm cái gì đâu, mới vẽ vùng tròn này đã có chưa có layer mới gì cả. Vậy thì cái layer mới đấy bạn muốn xác định nó nằm trên hay nằm dưới thì bạn nhớ nhá, để muốn nhìn được hình nó thì có phải nằm trên không? Thì nó mới lộ ra chứ, đúng không? Vậy tôi chọn vào đây trên cùng, bắt đầu tôi tạo layer mới được như này không ạ? Nhìn layer 6 trên tất cả chưa? Tại vì đây là phán đoán vị trí, các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Các bạn muốn nhìn thấy cái này không? Thì cái này phải làm trước cái tay. Còn các bạn không muốn nhìn thấy nhau, tôi đặt cái tay lên trước. Các bạn có nhìn được không? Không, nó đang phải trước sau à? Đúng chưa? Ok, vậy thì tôi muốn là cái hình của này của tôi chính là phải nhìn được, nó phải nằm bên trên. Được chưa? Để cho bạn xem nhá. Nào tiếp tục, tôi lại đổ cái màu trắng. Bây giờ khoai hơn tí là cái màu trắng nằm ở dưới này, kiểm tra kiến thức nó hơi phù hợp tí. Nhìn chỗ này chưa? Màu trắng này. Muốn đổ màu trắng ở dưới này người ta đổ bằng phím nào ạ? Kinh rồi, can trôn đen là chính là đổ màu phía dưới, chính xác rồi đấy. Rồi bây giờ sau khi làm xong có rất lạnh không ạ? Can trôn gì ạ? Để rồi, can trôn đen. Bây giờ muốn xoay thì phải làm nào ạ? Rồi, can trôn tê. Xoay thì bằng phím gì ạ? Rồi như này đúng không? Bây giờ tôi làm nhanh hơn rồi đấy, cảm ơn các bạn. Nào bây giờ muốn thu nhỏ lại một tí của hình này, có phải ra góc không các bạn? Cái này có phải thu nhỏ lại không ạ? Có phải thu nhỏ không to? Thấy thu nhỏ không to chưa? Ok, thu nhỏ lại tầm này được chưa? Và nhớ một điều rằng là cái hình này nó phải nằm ở đâu ạ? Nằm ở đây. Và nhớ một điều nữa là chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Không được đè vào mặt của người ta. Đúng không ạ? Mà phải nằm ở đây. Và một cái biểu tượng hình của chúng ta muốn đẹp hay không thì chúng ta sẽ cắt giao với giá trị của chúng ta, đó là 1/3. Biết 1/3 là gì không ạ? Đây, ra chỉ nhá. Ta chỉ đoạn này cho nó dễ này, cho mọi người viết tỉ lệ 1/3 là gì. Mọi người biết cái máy ảnh như thế nào không ạ? Đây ạ, nó ăn vào cái điểm này. Cái này là 1/3 này, còn cái này khoảng 2/3. Bây giờ gọi là cắt cái tỉ lệ vàng đấy ạ. Cùng mọi người hiểu chưa? Cắt cái khung đúng rồi, chính xác. Đấy là một trong những giá trị trong mỹ thuật nhá. Các bạn cứ cầm cái máy ảnh lên, có phải bạn chụp thì có phải cái người ta phải nằm đúng chỗ vị trí vạch 1/3 không ạ?
Thì đấy, tôi cắt 1/3 cho các bạn rồi. Thì từ từ đã, đây để đăng ví dụ, để còn từ vấn đề đặt chính xác thì anh bỏ thước anh đo. Được không ạ? Ok. Người ta có hai nguyên tắc nhá. Một là trong thiết kế chúng ta đặt giá trị đó là tương đối. Còn chúng ta không quá thiên về kỹ thuật này. Như này, nếu anh chọn vào đây thì có phải là lúc đây em đang ví dụ cho anh như thế này không ạ? Anh chia ra 1/3 và tương đối. Với cái hình là không phải so với cái hình mép ngoài mà so với hình mép trong của cái ảnh. Anh nhìn mép trong của cái ảnh là cái màu đậm của cái ảnh trôi chui vào đấy. Nhá, rồi. Đơn lại xong chưa? Nào. Bây giờ sau khi xong bạn ấn enter cho tôi cái, thế là tôi đã có được một cái hình. Bây giờ chúng ta lại làm cái công đoạn nữa là gì? Ấn vào số gì? 30 được không ạ? 50 đi. Thế opacity 50 chưa? Thì có phải là ấn vào opacity thì có phải cái hình chúng ta vẽ ra nó sẽ trong màu không ạ? Và nó có nhìn xuyên ra đằng sau không ạ? Làm này thấy vất vả không? Bởi vì tôi chưa dám dạy cho các bạn một cái lệnh đó là Ctrl Z. Bạn biết Ctrl Z là gì không? Nhân đôi. Là nhân đôi đối tượng đấy. Đấy, đáng nhẽ cái thao tác này tôi thầy cho bạn vừa dạy vừa làm chắc là không quá 15 phút đâu ạ. À. Nhìn nhá. Nhìn để ý màn hình này. Đấy là một cái cớ để bắt đầu dạy về Ctrl Z. Nào, các bạn có đồng ý với tôi ta đang có cái layer chỗ này chưa ạ? Cái này chưa? Bây giờ tôi muốn nhân làm 2. Thì người ta ấn vào Ctrl Z trên bàn phím. Có nghĩa là nhân đôi đối tượng nhá. Thì đúng hơn. Để muốn nhân đôi đối tượng người ta ấn vào Ctrl Z. Hình đẹp, bố cục đẹp thì làm cái quái gì cũng đẹp. Còn hình xấu, bố cục xấu thì làm cái quái gì cũng xấu. Tôi thề các bạn luôn. Nên là các bạn có thấy là cái ảnh nó quan trọng không ạ? Thế vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là đi chụp ảnh trong studio đấy. Người ta mới kiếm được tiền chỗ đấy thì ạ. Đúng không ạ? Ctrl Z là gì? Gần chỗ H và chỗ K. Họ hàng với ông H, ông K. Nhìn thấy bàn phím chưa? Có nhìn thấy chữ gì đấy không ạ? À trời, ta nả phỏm nhiều rồi, biết ngay. Xong chưa? Rồi nhá, để ý này. Đấy, thực tế từ lúc nãy là chúng ta đi toàn mỗi một cái lệnh thôi. Nhưng mà các bạn có thấy không? Bắt đầu nó đã mang hơi hướng cho việc thiết kế thật thực tế rồi đấy ạ. Nào, tiếp tục nhá. Bây giờ ấn rồi. Ctrl Z. Thì các bạn có thấy là tự nhiên cảnh nó sáng lên đâu ạ? Bởi vì nó nhân đôi. Tôi kéo lại cho bạn xem nhá, được không? Kéo xem này. Có thấy có thành hai cái chưa? Có thấy thành hai cái chưa ạ? Có thấy thành hai cái chưa? Làm lại nhá, nhìn này. Chọn vào đối tượng. Tôi đã nói nhá, ở đây có một cái bài cực kỳ quan trọng đó là tuyệt đối không bao giờ được ấn vào show transform. Có nhiều người vui tính vẫn ấn show transform, nhưng ấn vào Ctrl Z tí đã kéo ra thì lại chọn vào thằng khác, nên cuối cùng lại kéo thằng khác. Cứ ngoạn hết đoạn đấy, nên là người ta nói là lưu ý đoạn nào thì đóng khung đoạn đấy mà. Nhấn mạnh đoạn nào thì phải được á. Nhìn này, Ctrl Z nhân bảng thế nó sáng không? Thế sáng hơn chưa? Bởi vì nước đầu tiên là chọn opacity là 50%, tôi ấn vào Ctrl Z thì có phải nhân lên thì có phải nó sáng hơn không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi ok, tôi kéo ở đây, kéo ra ngoài cho các bạn xem đã. Tôi muốn thay đổi kích thước này nhỏ hơn được không các bạn? Thay đổi kích thước này bằng cách lệnh gì ạ? Nào, có phải Ctrl T không ạ? Ctrl T có phải thay đổi kích thước không? Đấy, hiểu chưa? Nào, bây giờ tôi ra góc này tôi thay đổi cho các bạn là thu nhỏ được chưa? Thu nhỏ lại như này được chưa? Thực ra kéo như này là thực sự là tôi kéo cho các bạn xem thôi, chứ còn làm đáng nhẽ tôi sẽ chọn đúng cái đoạn đấy rồi tôi kéo vào thì nó có phải nhanh không ạ? Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Cái này là khi kéo là tôi không áng chừng và tôi so sánh với cái hình trước của tôi. Tôi kéo vo cho các bạn xem đấy ạ. Nào, enter được không ạ? Và cái nơi này đang ở trên cùng đúng không các bạn? Nào, kéo nuôi vào trong. Có thấy nó nhỏ hơn một độ không ạ? Con nhìn thấy chuyển độ tiếp theo chưa? Bây giờ nhá, tôi lại ấn vào Ctrl Z tiếp theo được nữa không ạ? Nào, bây giờ cái hình trên là cái hình nhỏ nhỏ này này. Nhìn chỗ này chưa? Tôi có thể được quyền ấn Ctrl Z không ạ? Ctrl Z là gì? Yeah. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Tiếp theo nhá, nhìn này. Ctrl Z lại nhân bản lên, có thấy sáng hơn nữa không ạ? Nhưng lúc này các bạn để ý cho tôi này, tôi sẽ để opacity cái này là 100%.
100% nghĩa là sao ạ? Cầm này, kéo này này. Thấy không trong suốt chưa? 100% là như này mà. Và bây giờ tôi có thể ấn vào Ctrl D để tôi thu nhỏ lại một tí được không ạ? Để tôi chuyển độ là từ gì? 50 đến 30 đến 50 xong đến 100% được không ạ? Đấy, nguyên tắc là sắc độ là quan trọng mà. Ok, Ctrl T. Và thu nhỏ bằng lệnh gì ạ? Kéo nhài gọi là đồng dạng, nhưng muốn đồng tâm thì ấn phím gì ạ? Lại sai, ship ở đâu? Nào, rồi, ở ấn vào phím A, ALT, đúng rồi. Giữ an là đồng tâm. Thử nhá, xem có được không? Không được thì biết đâu được, chúng ta phải làm lại. Giữ an, cầm này, kéo này. Các bạn có thấy là bên trong nó sáng hơn chưa? Nhìn này nhỏ hơn chưa? Enter được không ạ? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cho một tấm ảnh đồng hồ chui vào đấy. À, hôm nay tôi mới chỉ dạy cho bạn cái phương pháp này, bởi vì phương pháp này nó không phải là phương pháp tối ưu, nó không đủ độ đẹp một cách kiệt xuất được. Chứ còn kiệt xuất thì chúng ta phải làm một việc là cắt cái hình đó ra bất là ngoài cơ. Thì chúng ta chưa học đến pen, nhưng mà các bạn do là các bạn đi chậm đúng không? Tôi sẽ dạy cho các bạn đúng không anh này. Nào, Ctrl No được không ạ? Ctrl No để làm gì? Lấy cái mặt đồng hồ cho vào ạ. Đây đồng hồ thì tôi rất là nhiều. Các bạn có thể chọn 1, chọn 2, chọn 3, tôi chọn đồng hồ vàng được không ạ? Nào thử nhá. Nhìn thấy đồng hồ vàng chưa? Rồi, lại quay trở về với cái bài toán của bài số 1 của chúng ta, đó là gì? Cách đưa hình ảnh vào trong thiết kế. Bước 1 chọn gì? Nào, bước 1 chọn gì ạ? Có phải chọn cái ảnh này không ạ? Đúng rồi, phải chọn ảnh đã, từ đã, phải chọn đúng ảnh đã. Rồi đúng không? Bước 2 Ctrl này nhá, chọn hết chưa? Chọn hết chưa? Chọn hết cả chưa? Ctrl C là copy đúng không? Đúng chưa? Và bây giờ có phải là sang file thiết kế của các bạn, là có phải file này không các bạn? Trước khi cho chui vào phải kiểm tra khung nó ở đâu chưa? Nào, có phải kiểm tra bằng cách nhặt chuột phải chọn đúng cái khung này không? Rồi mới paste đúng không? Là Ctrl gì? Rồi Ctrl V. Ảnh có to không? Bây giờ cho cảnh chui vào bằng cách nào? Ctrl Nam gì? Rồi đúng rồi đây ạ. Bây giờ ảnh to như này có thu nhỏ lại được không ạ? Đây ảnh to như này này, bây giờ cho nhỏ lại được không? Lại Ctrl T, thấy chưa? Toàn lệnh, toàn mỗi một cái lệnh này. Nhìn nha, thu nhỏ xuống. Tầm này được không ạ? Kéo dịch chuyển lên vị trí trên. Thu nhỏ xuống như này được không ạ? Kéo xuống như này được không ạ? Đấy, ví dụ như này. Và khi bạn đưa vào rồi, bạn thấy ok rồi thì bạn phải làm gì ạ? Enter. Đấy, thì đây là phương án đầu tiên mà tôi đang làm cho các bạn xong để thiết kế, được chưa? Có nhìn thấy không ạ? Rồi bây giờ tiếp theo nhá. Nhìn nào. Bây giờ này quay trở lại này, vẽ một cái hình vuông nữa được không ạ? Cho nó gấu. Nào, bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là cái này số 7 là trên cùng rồi không? Rồi tôi lập ra một nơi mới cho các bạn xem. Này mới là nơi 8 là nơi trên cùng đúng không? Tôi vẽ một cái hình nhỏ thôi. Giữ ship này, tôi vẽ hình tầm này được không ạ? Tôi không thích vẽ full to đùng nữa, tôi thích vẽ nhỏ hơn được không ạ? Cho đỡ phải kéo cho mệt lắm. Nào, nơi mới có chưa? Nơi 8 có rồi đúng không? Chọn màu trắng được không các bạn? Đấy nha, chọn layer size là không chui nổi luôn đấy nha. Nhìn này, các bạn nhìn này, layer 8 tôi đã có. Màu trắng tôi cũng chọn luôn. Được chưa? Sau đó tôi đổ màu được không ạ? Em đen. Ctrl D là rất lợi. Thế là tôi đã có một hình tròn trắng con này chưa? Có sáng quá không các bạn? Sáng nhờ. Này, Ctrl T xoay cái đã. Xoay giữ ship xoay ạ. Đấy nhá. Các bạn nhìn này, Ctrl T này, giữ ship này. Ctrl T nhá, giữ ship xoay. Thế xoay được như này chưa? Và xoay như này thì các bạn có thấy nó sáng không ạ? Thu nhỏ được không ạ? Sáng chưa? Sáng quá. Và cái này chỉ là chi tiết phụ nên không được quyền sáng hình chính. Hình chính của chúng ta là gì? Là đồng chí đàn ông đấy. Phần thứ hai, đồng hồ. Còn cái này chỉ là chi tiết phụ đúng không? Thì các bạn nhìn này,
Để muốn cho nó mờ vào nền thì chúng ta ấn vào opacity bằng số mấy à? Số 1 được không các bạn? Số 1 là 10% đấy. Thử ấn nhá, 1 nhá, 2 nhá. Các bạn nhìn thấy opacity bằng 2 chưa? Đây ạ. Có nhìn này chưa? Và thậm chí là bạn có thể chọn vào thấp hơn. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Đấy, một cái mờ mờ như vậy thôi. Bây giờ tôi có một cái mờ mờ như vậy rồi, bây giờ tôi có thể copy thành 2 được không ạ? Cho nó nhỏ hơn nữa được không ạ? Là Ctrl Z đúng không? Người ta có một cái nguyên tắc trong thiết kế, đó là gần thì to, xa thì nhỏ và mờ. Các bạn có đồng ý với tôi nếu bạn đứng ở xa trông bạn nhỏ không ạ? Có nhìn được gần không? Nhìn gần có thấy rõ không ạ? Nhìn xa phải mờ nha, nhìn này. Vậy tôi chọn là đúng đối tượng, tôi ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần nữa là nhân bản. Có thấy sáng lên chưa? Tôi kéo ra đây một tí. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi lại thu nhỏ lại hình. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi đây. Đây ạ, đặt như này được không các bạn? Nào, nhìn thấy chưa? Các bạn thấy là tôi nhân bản hình chưa? Ctrl Z, đúng rồi đấy, nhưng màu vừa rồi là thay đổi màu tím kia kìa. Trời ơi, chỗ màu tím này chưa được đẹp nhá. Nào, tiếp theo nào. Từ cái hình nhỏ này, tôi có thể nhân bản thành một hình mới được không ạ? Nhân bản bằng lệnh gì ạ? Lại Ctrl Z. Lại có thể kéo sang cái này được không ạ? Mọi người nhìn thấy cái nhỏ này của tôi chưa? Và từ cái nhỏ này chúng ta lại ấn vào Ctrl Z thì có phải là nhân bản tiếp không ạ? Ctrl Z. Như cái hình ảnh này thì tôi sẽ cho nhỏ nhất. Ctrl T thu nhỏ lại. Ctrl T là thu nhỏ này, thu nhỏ lại như này. Thế là chúng ta đã được làm xong được cái phiên bản của chúng ta thiết kế về cái hình của chúng ta xong rồi. Các bạn có nhìn cái này không? Nhìn này chưa? Toàn bộ tất cả chúng ta chỉ có mấy cái lệnh như sau: vẽ vùng tròn, xoay, rất lệnh vùng tròn. Đúng chưa? Nhìn chưa? Bây giờ nó ăn nhau quả là tìm được cái background của cái toàn bộ cái nền này. Bạn đặt background vào mà nó không phải là màu xanh nhá thì nó còn đẹp nữa. Thì cho bạn xem độ đẹp nó tầm ở độ nào nhá. Nhìn này, ăn nhau hay không đó là cái background. Và background đấy ở đâu ra bây giờ? Để tôi thay cái nền này là màu xanh. Tôi không muốn là màu xanh mà tôi muốn cái nền nó có xa gần, nó có độ nông sâu khác nhau, nó giống như 3D đấy em. Thì tôi ấn vào Ctrl O. Ctrl O là mở ảnh đúng không các bạn? Rồi. Bước 2 tôi lăn chuột xuống và tôi chọn một cái background nó phù hợp. Đấy, chúng ta sẽ kéo xuống ạ. Tôi sẽ chọn một cái thư viện ảnh. Tôi sẽ chọn vào background. Tôi chọn vào phần texture. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau, đó là kéo xuống dưới. Đây ạ. Tôi mở cái file ảnh nha. Đây, file nền background tôi như này. Tôi muốn thay vào cái nền xanh đấy bằng cái này, được không ạ? Còn có nhiều người đặt câu hỏi bảo thế vậy thì em muốn là cái nền màu đen này nhưng nó phải là ám xanh được không? Thì cái câu chuyện ấy tôi sẽ không dạy cho bạn bây giờ được. Nhìn này, bây giờ muốn đưa ảnh sang file thiết kế thì có phải đầu tiên là chúng ta phải làm cách nào? Giống hệt như tất cả những cái ảnh kia thôi. Bước 1 lại Ctrl này. Bước 2 Ctrl C. Nhìn chưa? Bước 3 sang file thiết kế đã. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, muốn cái background đấy nó trên cái lớp nền đúng không? Thì có phải là chúng ta phải chọn vào lớp nền trước không? Đúng chưa? Đúng chưa? Cái nguyên tắc Tết là tôi đã dạy rất là kỹ rồi nào. Chuột phải chọn vào cái background đã. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, nếu mà tôi ấn vào Ctrl V thì có phải nó chỉ trên cái lớp xanh không? Và nó ở dưới tất cả các lớp không? Thử nhá, Ctrl V. Các bạn có nhìn thấy này chưa? Là cái này nó bị làm sao ạ? Ok, Ctrl trừ thu nhỏ lại, cứ bình tĩnh đã, đúng không? Chúng ta bây giờ có thể ấn vào Ctrl T được không ạ? Nào, thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại, bạn thấy ưng ý rồi thì bạn ấn Enter giúp tôi là giúp này. Nó phóng to này. Các bạn có nhìn thấy cái chưa? À, thiết kế của chúng ta bắt đầu nó có không gian hơn, bởi vì lý do là cái background nó cực kỳ quan trọng. Cái background nó sẽ có tính năng là đẩy cái file, cái hình chính của chúng ta lên một độ mới.
Các bạn hiểu cái này chưa? Và chúng ta được quyền thay đổi nhiều background không ạ? Tiếp theo nhá. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, bây giờ bên trái tôi đã hoàn thành rồi. Bây giờ còn một bên phải đây. Bên phải chúng ta có logo không ạ? Nào, trong một thiết kế có logo không? Ok, vậy thì lấy logo bằng cách nào? Có phải này, logo có phải là ảnh không các bạn? Lại Ctrl+O, lại mở file ảnh. Chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà có cái logo. Có phải cái logo chúng ta nằm ở đây không các bạn? Đây có phải là logo chúng ta chọn chưa? Nào chúng ta ấn lên nhá, bằng cách là ấn vào Open thì có phải nó mở lên logo này chưa? Lại theo phong cách làm thế nào để cho logo sang, lại làm thế nào để cho cái ảnh sang, thì cũng giống như cái ảnh thôi. Bước 1 lại Ctrl+E. Bước 2 lại là Ctrl+C. Bước 3 là phải sang file thiết kế đã. Sang file thiết kế thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đang ở trên layer này, tôi có thể paste vào đây được không ạ? Ok, Ctrl+V. Các bạn có thấy là khi tôi paste vào Ctrl+V vào thì các bạn có thấy gì xảy ra không ạ? Đừng có sợ cái đoạn này, bởi vì lý do là cái ảnh này nó cực kỳ to. To khủng khiếp luôn. Logo của tôi to lắm đấy. Nên nó mới không nhìn được cái hình gì cả. Thì các bạn phải ấn vào Ctrl+T các bạn mới nhìn được. Các bạn mới nhìn thấy logo tôi to chưa? Nó to tầm này này các bạn. Nên khi chúng ta thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ nhìn được hình. Có nhìn thấy cái màu đỏ chưa? Ok, chúng ta lại thu nhỏ lại. Và chúng ta lại phóng to bằng Ctrl+C. Logo đập tầm này được không các bạn? Và nhớ nha, nhìn này. Đưa khi mà cái khung hình thiết kế book của chúng ta bên trái đã hoàn thành rồi thì còn một nửa còn lại, hoặc là 2/3 còn lại, thì khoảng cách từ đây cho đến đây thì logo phải được căn giữa. Căn giữa khoảng không của cái này này. Các bạn hiểu cái này chưa? Chị đừng bao giờ logo đặt như này nhá. Nào sai. Chúng ta sẽ đặt vào đây cho tôi cái, được chưa? Và thu nhỏ lại một tí ạ. Logo không cần quá to đâu, nhưng phải đặt căn vào giữa. Tại sao tôi lại phải căn vào giữa mà lại hơi hất lên phía trên một tí? Lý do tôi còn nội dung ở dưới này cơ mà, còn text nữa cơ mà các bạn, đúng không? Đúng chưa? Nào, sau khi mà đã chỉnh được logo ưng ý với cái cách nhìn của chúng ta rồi thì chúng ta rất lệnh bằng Enter. Xong. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, thiết kế của tôi còn cái gì nữa? Còn muốn text được đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là làm thế nào để đánh text đúng không? Ok, các bạn sẽ ghi làm thế nào để đánh text. Thì có phải làm xong này thì kiếm được tiền rồi còn gì nữa? Logo này thì gửi cho các bạn hết, ảnh này gửi cho các bạn hết để các bạn thực hành mà. Nhưng tôi đang nói là cái đoạn cuối cùng chỉ là text thôi đúng không? Nào, text của chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau, đó là chúng ta sẽ ghi T. Có nhìn thấy chữ T không? Để muốn đánh text thì ấn vào T. Được chưa? Có cần lập ra layer mới không? Nào, các bạn có cần lập ra layer mới không ạ? Đúng, chính xác là theo thông lệ bình thường này vẫn phải lập ra layer mới, nhưng riêng text nó hiện đại hơn là chỉ cần chọn vào T, đánh một phát vào giữa màn hình là tự lập ra một layer mới. À, text nó lại sướng ở chỗ đấy. Nào, tiếp theo nhá. Để ý lên màn hình này. Muốn đánh được text chúng ta chọn vào T. Tôi chọn vào T đã. Bước số 2. Tích thẳng vào màn hình. Nhớ nhá, tích thẳng màn hình nhá, chứ không phải là quét qua màn hình nhá. Đây tôi dặn lại, không lại có nhiều bạn này cứ tự sáng tạo lên những cái thứ mình đang làm này. Quét qua khác, tích thẳng khác. Trong trường hợp này người ta dùng tích thẳng. Nhìn tích thẳng này, có thấy nó tự nó ra một cái đoạn text không ạ? Chúng ta sẽ ghi đồng hồ nam được không các bạn? Ví dụ thế nhá. Nào. À, chúng ta sẽ ghi hoa thì ấn cắt lóc lên cho nó đúng theo phong cách của văn bản. Được chưa? Đồng hồ nam. Được chưa? Có thể ghi chính hãng cái gì ấy tùy các bạn. Nhưng tóm lại tôi sẽ đi một cái dòng rất là ngắn như vậy thôi. Nào, xong chưa? Sau khi ghi xong, các bạn để ý này. Sau khi ghi xong, cái nội dung text số 1 tôi đã ok rồi. Tôi có thể rất lệnh nó bằng quay trở về phím V nha. Đánh xong rồi thì phải quay trở về phím V, nhưng tuyệt đối không được ấn V trên bàn phím.
Có nhiều ông đánh V trên bàn phím ngay tức là sẽ bị sao hả? Ra chữ V. Hiểu cái đấy chưa hả? Nên người ta mới gọi là gì? Phải dùng quay trở về phím V là cái này. Được chưa? Rồi. Tách của chúng ta có hơi bị lệch quá không các bạn? Có bị lệch so với cái logo phía trên không ạ? Vậy thì bây giờ làm nào để dịch chuyển sang trái và dịch chuyển sang phải? Thôi nó đang tích chọn nó rồi thì bây giờ có phải mình dịch chuyển sang phải sang trái này không ạ? Và dịch chuyển làm sao cho vào giữa được không các bạn? Phương án đầu tiên mà người ta nhập môn với thiết kế đồ họa đó là tách đặt căn vào giữa. Nhìn lên giữa chưa? Rồi. Muốn theo tỷ lệ vàng thì chúng ta xét sau nhé. Nhìn này. Cái nội dung này của chúng ta có thể cho nó to ra được không ạ? Nào, can chôn T. Vậy thì can chôn T có phải là phóng to thu nhỏ kích thước không ạ? Nó có giống như là cái mà đối tượng không ạ? Nguyên tắc nha, chỉ thôi này. Không bao giờ được quyền đặt tách vào đây. Không bao giờ được quyền đặt tổ tách vào đây. Không được đặt tách vào đây. Không bao giờ được đặt tách vào sát mép của thiết kế. Đấy là nguyên tắc nha. Bởi vì khi đặt như vậy, kể cả sau này các bạn làm thiết kế in ấn thì có phải người ta xén vào không ạ? Các bạn biết cái mà người ta làm xong người ta phải in trên giấy mà em. Cầm máy xén xén một cái vào thì nó sẽ bị nẹm vào phần nội dung. Các bạn có thấy được căn giữa chưa? Bắt đầu to này nè. Ấn Ctrl T để phóng to này. Giữ phím An là đồng tâm này. Còn nhớ phím An không ạ? Phóng to ra nhá. Giữ An này cầm kéo đây. To tầm này được chưa? Các bạn biết tại sao tôi chọn phông chữ này không ạ? Nó có hơi giống phông chữ Omega. Nó có giống phông chữ Omega. Vậy thì khi sử dụng phông chữ thì phải đi theo nhận diện thương hiệu. Là một. Còn thứ hai, khi sử dụng phông chữ, nhớ nha, đàn ông thì phải cực kỳ khúc chiết, có nghĩa là rõ ràng. Chứ chúng ta chưa nói chuyện đẹp hay xấu nhá. Và thứ ba nữa là các bạn nên trên mạng search cho tôi từ phông chữ cho đàn ông, có luôn. Phông chữ cho nam giới, có luôn. Nhưng mà search bằng tiếng Anh nha. Nếu không biết được thì vào Google dịch, search có luôn. Nhưng tất cả những cái từ mà các bạn đi kiếm ở trên mạng thì thường thường phông chữ này không hỗ trợ tiếng Việt. Nếu là search bằng tiếng Anh, các bạn hiểu cái này chưa? Nên người ta mới sau này người ta mới sinh cái trò là chế dấu đấy, vẽ thêm dấu vào đấy. Dùng phông nước ngoài bao giờ cũng đẹp nhưng lại không có dấu, rất là đáng tiếc. Đầu tiên tôi rõ nhảy đã, enter được không ạ? Nào enter nhá, là rất này. Thế là tôi đã có đồng hồ nam rồi đúng không? Bây giờ thường thường người ta sẽ làm một cái chiến dịch. Đó là ví dụ như giảm giá 30% cho từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đúng không? Thì cái cấp độ của cái tách đầu tiên chính là tôi nói cho bạn biết là tôi đang bán đồng hồ gì. Nó phải rõ ràng. Được chưa? Tách số 2 là giá trị giảm 50% hay là 60% đó thì ok, tiếp theo nhá. Nhưng mà có nhiều người bảo, thầy ơi nhưng mà cái màu trắng em thấy nó hơi khó nổi đó. À nó hơi bị bật quá. Có cách nào không ạ? Thì các bạn ghi vào đây này. À, mọi người để ý nhá. Cách đổ màu cho tách đánh xong rồi, độ to nhỏ xong rồi, nhưng mà tôi muốn thay màu tách được không ạ? Nào để muốn thay màu tách, bước số 1 ấn vào T, có phải là trở về T không ạ? Mọi người thấy trở về T chưa? Có nhìn thấy cái biểu tượng cái màu này chỗ này không ạ? Màu chỗ này chính là màu của tách này. Đấy, màu của tách đây. Chọn vào màu của tách. Tiếp theo, có thể tích vào nó được không ạ? Bây giờ có thể chọn màu đỏ, xanh, vàng, tím được không ạ? Nhìn thấy ra màu đỏ chưa? Tiếp theo, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu ghi. Đấy là tùy mình chọn nhá. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là bạn thích chọn màu gì giống như hình, chọn được luôn. Thấy nó chọn được màu chưa? Nhưng trong đây tôi sẽ chia sẻ cho bạn một ít cái kinh nghiệm, đó là cách chọn màu. Tôi sẽ kéo màu từ da người sang được không ạ? Các bạn có thấy da người của chúng ta nó hơi bị màu, nó hơi vàng vàng này không ạ? Nhưng không phải màu trắng ạ. Người ta gọi là kéo màu đấy ạ. Đi ra ngoài đường mà cứ thấy cô gái nào mà đeo nơ màu hồng xong rồi đi giày màu hồng thì cũng bình thường thôi, bởi vì đấy là kéo màu nhá. Như là trong thiết kế thì người ta cũng có kéo màu, trong phim ảnh người ta cũng có kéo màu để gọi là cân bằng thị giác đấy ạ. Nào các bạn nhìn vào đây,
Tôi lúc này tôi chơi một cái trò như sau, tôi không chọn màu theo cảm hứng nữa mà tôi tích vào đây. Các bạn nhìn này, di chuột qua, di chuột ra ngoài. Các bạn có thấy là ở đây nó sinh ra một cái gì ạ? Đấy nhá. Khi chọn vào bút gì? T này. Được chưa? Tích vào màu này. Sau đó bạn nhìn này, di chuột ra ngoài thì nó có biểu tượng bút Y đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái kiểu châm châm ở chỗ nào chưa? Bạn châm vào chỗ nào trên ảnh thì tự khắc nó có màu đó. Vậy lúc này bây giờ bạn muốn màu da người đúng không? Chỉ vào màu da người. Được luôn, màu da người, nhìn thấy màu da người chưa? Hiểu cái này chưa đã? Chỉ vào đâu màu đấy luôn. Nhìn này, màu đỏ, có màu đỏ này nên là người ta không bao giờ bị lệch về màu được. Còn thậm chí nếu mà bạn muốn màu chuyên nghiệp nữa thì hãy lấy một phiên bản thiết kế của thằng chuyên nghiệp mang về đây chỉ màu theo. Đẹp như nó luôn. Được chưa? Rồi, xong. Thế nha, bây giờ tôi đã chọn màu xong đúng không? Bây giờ đến đoạn text số 2 thì có phải lại chọn vào text lại phải tích thêm một lần nữa không ạ? Giảm 60% không? Ví dụ như thế. Không có thật đấy nha. Không có chơi trò giảm 60%. Đã nguyên tắc của giảm giá thì bao giờ cũng phải có từ ngày bao nhiêu đến là bao nhiêu. Hàng càng chất lượng cao và thương hiệu càng lớn, không có chuyện giảm giá. Tôi nói cho bạn biết luôn, nó tùy loại nha. Giảm giá là sự rẻ tiền đấy. Không hay lắm đâu. Và người ta có thể giảm giá không đưa theo giá trị từ ngày bao nhiêu thì người ta bảo chỉ còn một đôi trong ngày hôm nay thôi. Thấy chưa? Cũng là giảm giá nhá, nhưng chỉ còn một đôi thôi. Chỉ còn một chiếc thôi, chỉ còn 5 chiếc là chỉ cần cho 5 khách hàng thôi. Các bạn có thấy không? Cùng là một cái cấp độ giảm giá nhưng người ta đưa ra các cấp độ khác nhau. Nào. Bây giờ tech tôi đã xong đúng không? Tôi lại chọn vào tech. Tôi đánh một cái tech số 2 không liên quan tech số 1, tech thẳng vào màn hình. Được chưa? Chúng ta ghi giảm. Tôi sẽ ghi chữ gì? In hoa. Được chưa? Tôi sẽ chọn vào 68%. Có rất nhiều người tín ngưỡng này thôi, cứ chọn 68% cho nó đẹp. Được chưa? Và sau khi chọn 68% xong thì bạn thấy ok chưa? Thì bạn ấn vào tách giúp tôi cái trở về V để làm gì ạ? Có thể rất là thoát lệnh được không ạ? Đánh xong rồi. Là nguyên tắc nha. Tách nằm trên nền đông thì tách phải sáng. Thì người ta mới nhìn được đã. Nếu tech mà chúng ta lại cũng chọn màu tối thì không nhìn được. Trước khi chúng ta trở thành người giỏi thì chúng ta phải trở thành người tương phản tốt đã. Tương phản tốt nó phải đậm trên sáng, sáng trên đậm. Đó, cứ như vậy làm cho tôi. Nào, tech này, rất này. Các bạn có đồng ý tôi được căn đúng vào giữa này chưa? Ở đây, từ một cái nguyên tắc về cụm chữ, đó là chữ tiêu đề của chúng ta, thì có chữ trên của chúng ta đang dùng nét mảnh thì chữ dưới của chúng ta có thể dùng nét đậm không ạ? Tương phản, nét đậm và nét mảnh nha. Màu có thể tương phản được không ạ? Lại chọn vào T này, nhìn này, chọn thay đổi màu nhá. Có thể sáng hơn một tí được không các bạn? À, sáng hơn rồi đúng không? Rồi bây giờ như này nhá, chữ này hơi bé quá, cho to lên được không ạ? Càng chuẩn T phóng to được nhai không ạ? Nào, phóng to nhảy xong, nhưng mà chữ của chúng ta lại chưa đủ đậm thì chúng ta có thể chọn một T trong phông chữ của chúng ta. Nó có thuộc tính nét mảnh. Đây này, nét mảnh này. Thì ở đây nó có thuộc tính là nét đậm này. Trong cùng một phông chữ nha. Tùy phông, có những phông có thuộc tính là nét đậm và nét mảnh. T. Có nhìn thấy đây là nét mảnh không ạ? Đây là nét nghiêng không ạ? Thử nghiêng nha. Sổ xuống, có phải đây là nét đậm không ạ? Mọi người nhìn thấy nét đậm chưa? Vậy thì nét đậm đi với nét mảnh nó sẽ tạo ra một giá trị về tương phản để chúng ta nhấn nhá về cái giá của chúng ta đấy ạ. Nên tại sao những cái giá của chúng ta phải cho to lên mà lại không cho nó nhỏ xuống? Tại sao không cho nó chìm đi? Bởi vì như vậy không ai nhìn được. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, nhìn này, sau khi đã có 68% xong, chúng ta thấy là cũng khá là được rồi. Chúng ta sẽ rất lệnh ở bên này và bắt đầu nhỉ. Chọn đối tượng này nuôi xuống một tí. Chọn cái này nuôi xuống một tí. Tại sao lại chọn như này? Bởi vì nguyên tắc nhá. Cụm chữ và logo nó phải xa nhau. Không thể để bằng nhau được. Tại vì chưa có một sự điều chỉnh gì trong cấp độ đồ họa đâu ạ. Chỉ về đánh chữ thôi. Và có phải là cái cuối cùng, có phải là các bạn đánh tích từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu là xong không ạ? Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa? Ok. Đến đoạn cuối cùng là các bạn sẽ đánh cho tôi cái ngày, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Khuyến mại thì phải có ngày chứ không thể khuyến mại cả đời được, đúng không ạ?
Nào, chúng ta sẽ chọn vật T số 3, tích vào đây ngày. Được chưa? Ví dụ chúng ta sẽ ghi ngày. Mùng 3 đến ngày mùng 8, mùng 7 tháng, ví dụ như tháng 5, suộc một cái 2023. Xong. Và lúc này cái text này cuối cùng của các bạn thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một cái text rất là bé thôi à. Thấy chưa? Thế là chúng ta có 3 cấp độ về text. Text số 1 là to, nhỏ, vừa và nhỏ nhá. Xong chưa? Để muốn trang trí này, tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi có thể vẽ một cái vạch ở đầu này được không ạ? Tôi vẽ một cái vạch đầu này được không ạ? Nhìn nhá, để ý màn hình này. Cận này chúng ta chỉ cần vẽ thêm là xong rồi. Vẽ một cái vùng tròn, nhưng không phải là vùng tròn hình vuông to đùng như này, mà này phải là một vùng tròn rất là bé nhỏ như thế này thôi, có chiều cao chỉ bằng một cái độ bề dày của cái phông chữ thôi. Có thấy hình chữ nhật nằm ngang chưa? Lúc này tôi không vẽ to đùng đâu ạ. Và nguyên tắc của vùng tròn thì phải làm sao ạ? Có layer không ạ? Đấy, mình cứ đi theo đúng tuần tự. Bây giờ tôi hỏi bạn, tôi đổ màu nhá. Đổ màu bằng lệnh gì? An đen. Các bạn có thấy là tôi đã có một cái vạch bên này chưa? Bây giờ có một vạch bên này, muốn có vạch bên kia không? Ấn vào lệnh gì ạ? Đúng rồi, Ctrl Z là nhân bản đúng không ạ? Ctrl Z. Thử nhá, Ctrl Z. Có thấy là nhân tảnh hai cái layer chưa? Bây giờ các bạn có thấy là nhiều layer chưa? Mà bài số 1 mà chúng ta không làm được là chúng ta không làm nổi cái đoạn này luôn. Có nhìn thấy nhiều layer chưa? Nhìn này. Sao không lấy được? Cái chuyện bình thường mà chị. Nhìn này, giữ phím gì? Shift chúng ta kéo sang. Không phải nó nằm bên trái không ạ? Đây ạ, thu nhỏ này. Chúng ta mới thấy rằng nó rất là giống với những cái thiết kế quảng cáo trên mạng đây ạ. Xong rồi. Hết rồi đấy. Bây giờ để đặt câu hỏi giống như chị nói. Chị muốn chọn vào đâu? Nào bây giờ chị muốn chọn vào đâu? Em chọn đều chọn được cho chị. Nào muốn chọn logo nhá. Nào chuột phải chọn vào layer đầu tiên. Logo. Bây giờ chị muốn chọn vào đâu? Chữ không? Chuột phải. Có nhìn thấy chữ đồng hồ nam không? Chọn nó. Chuột phải chọn vào giảm giá. Chọn nó luôn. Làm gì có chuyện không chọn được. Bởi vì đấy là phương pháp số 1 rồi. Bây giờ riêng đối với những đối tượng quá bé thì phải chơi trò làm sao? Phóng to lên. Sợ nhất là chuột phải nhưng trượt ra bên ngoài. Nên mình phải chuột phải chỗ này này. Chị nhìn thấy chưa? Chuột phải vào đây, trượt làm sao được? Không bao giờ trượt được nếu mà chúng ta đã làm theo đúng phương pháp. Nhìn chuột phải này. Được chưa? Chuột phải này. Đấy, được chưa? Và chúng ta có thể đánh lại bằng cái. Nào. Bây giờ chị muốn chọn vào đâu cũng được rồi đấy. Đấy thì bây giờ cái việc mà tại sao chúng ta làm thiết kế không quan tâm đến cái việc là layer nó tên là gì nữa rồi. Bởi vì chúng ta biết là nó nằm ở đâu. Nó ở trên hay là ở dưới. Đấy. Và như vậy thì có phải là sau khi mà em làm xong cái này thì có phải nó trở thành một phiên bản thiết kế của các bạn không ạ? Và đây là một trong những phiên bản thiết kế cơ bản. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi hỏi bạn nhé, tiếp tục nhá. Bây giờ tôi muốn thay cái này thành đồ ăn được không các bạn? Thử nhá. Chọn đồ ăn được không ạ? Chọn thử cho máu. Ctrl O. Có phải chọn đến hình ảnh đồ ăn không các bạn? Chọn đến đồ ăn. Nên người ta bảo đẻ một cái là sẽ đẻ 10 cái đấy ạ. Đây là hồ sơ để đi xin việc đây ạ. Nào. Chúng ta chọn vào food được không ạ? Đây ạ. Đồ ăn thì thiếu gì đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn lấy một cái món nào đó nó hấp dẫn tí. Hơi đói nhưng phải chấp nhận thôi. Nào chúng ta sẽ kéo xuống ạ. Đấy nha, nó có rất nhiều những cái món cho các bạn chọn lựa. Đây tôi chọn một cái món như này. Để muốn cho ảnh chui vào hình thì bước 1 phải chọn ở đâu ạ? Chọn cái hình đúng không? Lại Ctrl A. Bước 2 có phải ấn vào Ctrl C không? Ctrl C rồi. Bây giờ bước 3 là sang file thiết kế đúng không? File thiết kế đâu rồi? Ui rồi, thấy chưa? Mở nhiều ảnh này, tôi tắt bớt đi nhá. Thì nhìn này, tắt đi. Mở ảnh này tắt đi được không ạ? Dấu tích này, tắt đi cho nó ít. Có phải đi thiết kế không ạ? Trước khi paste ảnh thì phải chọn vào đâu ạ? Chọn vào đây hơn nào ạ?
bây giờ mình muốn thay cái ảnh đồ ăn mình thay cho thằng đàn ông thì mình phải chọn là thằng đàn ông đúng không? Thì đúng con gì đó, phải chọn mày con gì đó. Nào chuột phải chọn là thằng đàn ông. Đúng nhảy chưa? Nào bây giờ chúng ta ấn vào lệnh gì? Ctrl V được không ạ? Nhưng nó làm sao ạ? Có to. Từ từ to đã, to thì mình phải ấn vào Ctrl T đúng không? Ctrl T thu nhỏ lại. Bây giờ muốn cho chui vào thì bằng cách nào ạ? Thì bây giờ chúng ta là Ctrl NG như này đúng không ạ? Ctrl NG kéo đối tượng này có đúng chính xác chưa? Chưa không ạ? Sang trái. Tôi nói cho bạn biết là chỉ cần thay đổi background tôi có thể làm cho voucher về giảm giá cho đồ ăn. Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Có nhìn thấy ra cái khác không? Bây giờ có thể thay cái đồng hồ kia thành một cái khác được nữa không ạ? Thấy chưa? Các bạn có thấy là nếu mà chúng ta sau này vẽ nhiều bố cục thì có phải là chúng ta đẻ nhanh không ạ? Cần gì phải quan tâm nhiều thứ khác đâu ạ? Tôi là người sản xuất công nghiệp mà, chứ đâu có phải làm từ đầu, làm cho các bạn lên từ đầu thôi. Nên khi mà chúng ta đến một bất cứ một cái doanh nghiệp nào đó mà chúng ta làm nhanh như thế thì người ta trả lương mình thấp lắm đấy. Mà đến một cái chỗ nào đó mà chúng ta vừa làm nhanh mà vừa làm đẹp nữa thì chúng ta còn trả lương thấp nữa. Có đúng không ạ? Các bạn hiểu tại sao mà khi mà chúng ta làm chúng ta phải chuẩn bị cái tư liệu đó là gì? Thiết kế các loại bố cục chưa? Bố cục người ta gọi là bố cục trong khung. Hôm nay các bạn đã học qua được một phần trong hình vuông. Tại vì có cái bạn kia còn hỏi là tại sao lại có cái biểu tượng phe dơ chỗ này nữa? Cái chỗ đấy chúng ta liên quan đến bài sau. Các bạn thấy chưa? Đấy, bài hôm nay các bạn thấy không? Sản phẩm đã có rồi đấy. Tết nha, nhìn này. Tết gửi cho các bạn chưa? Gửi ra rồi đúng không? Về nhà nhá, để ý này. Cửa sổ e. Tôi đã gửi cho các bạn về hai cái file này rồi. Các bạn muốn cài đặt cái phông chữ vào ổ C của các bạn để các bạn dùng như giống tôi thì chuột phải chọn vào biểu tượng gì? Nhìn nhá. Giải nén là đầu tiên. Tại vì file nén này khi gửi qua mạng nó không bị virus. Nên là tôi phải giải nén ra trước đã. Hiểu cái giải nén chưa? Nên sau này đồng chí nào mà có nhiều phông đẹp xin cho bằng được để làm gì? Mang về thiết kế cho nó xịn. Được chưa? Rồi giải nén ra thì nó sẽ được ra cái gì? Nó ra cái file này và ra cái file này. Có nhìn thấy hai file này chưa? Ok, tích vào. Đây là phông chữ của chúng ta đây. Nó có rất nhiều phông, nhìn nhiều phông chưa? Chúng ta ấn vào một cái phông nào đó mà chúng ta thích. Ví dụ 600 phông chữ. Các bạn có nhìn thấy phông chữ này chưa? Bạn muốn cài phông chữ nào thì có nhiều người đang nghi thì phải tích đúp vào. Có thích phông này không? Không thích đúng không? Trông thế này là không thích rồi. Tích vào đây. Tùy theo trường hợp nha. Ví dụ bạn muốn thích phông chữ nào thì bạn chọn là phông chữ đấy cho tôi. Chỉ cần làm mỗi cái nhiệm vụ là chuột phải chọn vào cài đặt là xong. Xong rồi. Ấn vào cài đặt phát ngay tức nó sẽ tự lưu vào trong cái bộ nhớ của các bạn là xong rồi. Đây ví dụ tôi cho bạn xem nhá. Đây tôi tích cho bạn xem này. Nhìn thấy phông chữ này chưa? Thử cài đặt cho các bạn xem nhá. Chuột phải này, chọn vào cài đặt được chưa? Và sau khi cài đặt xong nó chạy như này này là xong. Thì bây giờ sau khi cài xong rồi bảo thế nhưng mà em không biết tên phông. Bạn có nhìn thấy cái chữ tên này không? Có nhìn cái tên phông này chưa? Biết cái đánh lại tên cho đối tượng không ạ? Còn nhớ F2 không ạ? Các bạn biết đây không phải là câu chuyện ngoài đâu nhá. Hoàn toàn sau này chúng ta muốn đổi tên chúng ta có hai cách, một ấn F2, hai là chuột phải chọn vào phần rename. Có biết cái phần rename đấy không ạ? Nào, rename đây đúng không? Có được cái này không ạ? Thì thay cho việc rename thì chúng ta có thể copy tên chữ ạ. Chúng ta không thay nhá, mà chúng ta copy thôi tên, Ctrl C, tên phông rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi hỏi bạn, tôi sang file Photoshop. Thay đổi cái chữ giảm giá này được không ạ? Nhìn nhá. Muốn tìm được cái phông thì đầu tiên phải trở về T đã. Nhìn trở về T chưa? Đây có phải là phông chữ không? Vừa rồi chúng ta vừa copy cái tên phông rồi đúng không? Thì chúng ta tích vào đây, chúng ta có thể ấn vào Ctrl V được không ạ? Thử nhá, Ctrl V. Có thấy ra cái tên phông ở dưới ngay không ạ? Đây là một trong những phương pháp chọn cho nó nhanh. Nên sau này người ta muốn làm thiết kế đẹp đấy, người ta phải chuẩn bị tất cả những phông chữ đồ họa đẹp, người ta gom hết một chỗ.
Thậm chí người ta còn chia ra hạng mục là phông chữ cho đàn ông, phông chữ cho phụ nữ, phông chữ cho đồ ăn, phông chữ cho... Thì có phải làm dễ không? Chứ còn bây giờ nếu mà chọn như này tôi thề cho bạn còn đâu nữa, vẫn đâu. Nhìn này, kéo xuống phát được luôn. Các bạn có nhìn thấy cái chữ này không ạ? Nhưng chữ này tại sao bị lỗi? Bởi vì đây là phông của nước ngoài, nó không hỗ trợ tiếng Việt. Thì các bạn nhớ một điều rằng muốn có tiếng Việt thì phải vẽ thêm cái dấu vào. Muốn dùng được phông đẹp thì phải vẽ dấu chứ, làm gì có ai hỗ trợ cho mình đâu ạ. Không có ai cho không mình cái này cả. Mình phải tự làm hết. Nhìn thấy cái này chưa? Và nếu mà bạn đánh không có dấu nhá thì ngon. Nhìn này, xuống này. Nhìn nhá. Như này thì lại không có vấn đề. Có thấy không? Thì đây tôi đang nói cho bạn biết là tôi đã gửi cho các bạn phông chữ rồi. Có nhìn thấy gửi phông chữ chưa? Tải về và giải nén. Được chưa? Ctrl Z lại nha. Rồi ok, Ctrl Z này. Đấy, phông chữ chỉ vậy thôi. T quét qua. Và đây này, cái tên phông mà khi mình đã đưa vào bên trong rồi thì bây giờ mình sẽ phải copy tên phông. Tại vì mình không nhớ tên phông là tên là gì. Thì bắt buộc là phải chơi một cái trò như sau là F2 là chọn đúng tên phông nhá. Nhìn này, F2 thì có phải là thay đổi tên không? Mình không chơi trò thay đổi tên, mình copy tên phông đấy. Tại vì mình đâu có nhớ tên phông đâu. Thì có phải copy như này không? Ctrl C. Copy đã. Để nguyên. Sau đó để sang bên file Photoshop để chọn đúng cái phông chữ muốn thay. Nhìn này. Chọn đúng cái tên layer của cái chữ nhá. Chọn vào layer, phải muốn thay tên phông chữ thì mình phải chọn layer chữ chứ. T. Thì có phải đây là phông chữ không? Bây giờ tôi hỏi bạn, nếu mà cái tên phông nó dài như thế làm sao mình nhớ nổi được? Thì người ta bây chơi trò vừa rồi copy đúng không? Thì tích vào đây. Đây là phông chữ mà. Các bạn nhìn này, nhiều phông chữ này làm sao biết được cái phông chữ nào là của nó? Thì người ta mới sinh ra trò người ta copy đoạn đấy để người ta nhanh. Ctrl V. Thì có phải nó thực hiện ngay đây không? Đấy, chọn luôn. Xong. Nhìn ra ngoài luôn. À vậy thì câu chuyện đấy là câu chuyện của bài Inut, không thể chơi trò đấy bây giờ được. Hôm nay mà dạy đấy nha, cũng nên là chúng ta rất là mong muốn làm cái gì cũng nhanh cũng gọn, nhưng mà này, cái đấy lại khó. Còn cái bài hôm nay ấy, là chỉ đủ dùng thôi nhá. Hôm nay chưa có bố cục hình tròn, chưa có bố cục biến đổi hình vuông. Bố cục hình này á anh? À ok, nó chỉ là trang trí thôi, là background. Ví dụ nếu anh dùng nền bệt thì nó có ý nghĩa như này. Anh xem nhiều cái background mà cho công nghệ thông tin ấy, nó sẽ có những cái hình vuông đang xem rồi nó có những cái nhấp nháy nó chạy ấy. Thì mình có thể tự tạo ra. Còn nếu anh không tự tạo ra thì anh phải có background của nó. Anh phải đi kiếm giống như em đây này anh ạ. Đấy à, anh có nhìn thấy em nhiều background chưa ạ? Đấy à, phải đi kiếm hết tất cả những cái này thôi ạ. Đấy à, đáng nhẽ hôm nay chọn mấy thằng đàn ông đấy là ngon đấy, đưa vào là chắc chắn đẹp đấy. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đọc bản vẽ thì người ta phải đọc như vậy. Đọc từ dưới lên. Đọc từ dưới lên là mình sẽ làm được. Đọc từ lớp ở dưới. Đúng rồi, thì nó dễ hơn là đọc từ trên xuống. Nên là người ta mới sinh ra cái trò như này chứ. Cái này thì lại liên quan đến cả việc nhá. Mọi người có nhìn ở dưới nó có phải là lớp màu đen gì không? Nhìn chưa? Lớp thứ hai có phải là màu đá không? Phải có lớp ảnh đá. Lớp 3 tạo làm thế nào để tạo ra cái vắt chéo này đúng không? Nhìn vắt chéo này chưa? Nhưng mà mỗi tội là vắt chéo mình chưa học. Nên mình nghỉ. Đúng không ạ? Chứ bây giờ mà này học vắt chéo này thì chúng ta phải đến bài sau nữa. Phải liên quan đến pen nhá. Mọi người hiểu cái này chưa ạ? Hôm nay bài hôm nay tôi đã dành cho các bạn đó là về thiết kế và dạy cho các bạn về cái cách biến đổi về tư duy của biến một sản phẩm của chúng ta trở thành những cái thương mại rồi. Nên là sau này các bạn có điều kiện thời gian các bạn hãy xây dựng cho tôi hệ thống về bố cục. Có thấy bố cục hình vuông nhiều không? Hôm sau tôi lại dạy bố cục hình vuông tiếp. Nhà hôm sau lại dạy bố cục hình vuông ấy, không phải là lại đến đây là hết đâu ạ. Lại dạy bố cục hình vuông tiếp. Và bố cục hình vuông đấy, bố cục hình vuông này là một hình nhá. Nhưng bố cục hình vuông thứ hai là bố cục hình vuông nhiều hình. Bố cục hình vuông thứ ba là gì à? Chúng ta sẽ biến đổi tiếp theo nữa thì nó mới ra được. Chứ bây giờ cái này thì làm gì ăn thua thì trong đầu chúng ta luôn luôn phải có từ 50 đến 100 bố cục. Nên là khi khách hàng đến với chúng ta có thích bố cục này không? Không thích chưa? Làm bố cục khác, làm cho đến thích thì thôi. Thì đấy, vậy thì khách hàng không bao giờ thoát được khỏi chúng ta được. Bởi vì chúng ta là người có khả năng
Và nếu mà cái đấy mà các bạn xây dựng sẵn rồi thì ngon rồi còn gì nữa. Đây ạ. Ok, mọi người hiểu cái đoạn chưa? Bây giờ thì sẽ gửi tư liệu cho mọi người. Mọi người nhìn nhá, đây là cách đặt rất đơn giản, chưa có gì là kinh khủng cả, chưa có gì trau chuốt cả. Hôm nay nói về tech cũng chỉ là một cái đối tượng phóng to thu nhỏ. Ở đây chốt lại mấy cái hình như sau. Đầu tiên vẽ khổ giấy, chốt chưa? Biết vẽ khổ giấy không ạ? Đấy, xong nhá. Rồi, phần thứ hai có biết đổ màu không ạ? Đây là đang hỏi là từng bước cái làm ra cái này đấy ạ. Có phải đổ màu xanh không ạ? Bước số 3, vẽ khung hình cho thiết kế thì vẽ bằng vùng tròn đúng không? Vùng tròn được ký hiệu là chữ gì ạ? Là chữ M. Đúng không ạ? Muốn vẽ hình vuông chúng ta phải giữ phím gì ạ? Xếp, chính xác. Vẽ xong rồi bây giờ muốn thay đổi kích thước của đối tượng này chúng ta và xoay đối tượng này chúng ta phải vào đâu ạ? Rồi ra góc nữa đúng không? Thấy chưa? Xoay xong rồi dạt sang trái đúng không ạ? Đánh opacity bao nhiêu phần trăm ạ? Rồi 50 rồi chấp nhận. Tiếp theo lại vẽ lại lần thứ hai. Lại kéo dạt sang trái opacity bao nhiêu? Vậy đáng nhẽ cao nên cao nó phải cao hơn chứ tự nhiên lại tụt đi là thế nào? Đây nhìn đi, đầu tiên là có phải là mờ nhất không? Đến dần nó sáng lên nó phải là opacity phải là 60, 70, 80 chứ. Đúng không? Cái thứ ba là lại vẽ một cái hình đúng như vậy. Lại đưa sang trái, opacity bằng bao nhiêu ạ? 100. Và cái cuối cùng chúng ta lại vẽ tiếp, lại đưa sang trái. Có chọn cái màu trắng không hay là chọn màu gì? Rồi chọn màu xanh nhạt, đúng rồi, chính xác. Bây giờ để muốn đưa ảnh vào thì việc đầu tiên chúng ta ấn là lệnh gì? Đúng rồi, can cho nó lấy ảnh xong rồi thì có phải là bây giờ làm thế nào để đưa ảnh sang file thiết kế? Đúng rồi, can cho A đầu tiên, can cho C. Xong sang file thiết kế thì phải chọn vào đâu? Không, phải chọn vào đúng đây đã. Rồi mới can cho V. Sau khi can chân V xong thì bây giờ làm thế nào để cho ảnh chui vào? Đúng không? Vậy can chân G vào, nhắc may nó không, nó to quá sao? Rồi, vậy nhắc may nó cái vị trí nó không đúng hay sao? Nó bị sang trái quá sao? Kéo. Thì kéo sang phải. Xong rồi. Bởi vì làm bài 1 ít quá. Bài 1 còn chưa đến được số 10 thì cũng chi là làm sao mà không nhầm. Chị chưa bao giờ làm với số 10, em đảm bảo chị luôn. Chị tin không? Số 10 của chị chưa vượt qua. Em đã nói rồi, những cái chúng ta nếu bận nhá, chúng ta chỉ cần chịu khó giai đoạn 1 là làm 10 lần thôi. Cứ cái bài đấy bảo, ui cái bài này đơn giản hết thì mình hiểu hết rồi, cứ làm đi. Đúng 10 lần sau anh sẽ làm cực kỳ nhuyễn luôn. Riêng cái bài này nếu mà chúng ta làm tốc độ rồi ấy, ngon mà nhá. Thực sự là không quá 15 phút đâu ạ. Còn nếu mà không quá, nếu người nào mà kinh khủng nữa là không quá 5 phút là người ta có sẵn rồi. Thầy muốn cái ảnh nó tích rồi, là xong. Nên là biết tại sao mà khi mà người ta cửa sổ e, người ta mới chọn vào đây, người ta mới đi làm thì người ta mới có những cái này chứ. Ví dụ, form có sẵn nha. Tech có phải có sẵn không? Ví dụ những cái này có sẵn là, cái này có phải vô cùng có sẵn không? Bây giờ em có thể thay cái người ông già bằng cái khác được không? Giống cà phê cộng không? Cho cà phê thay ông già được không? Cái chất giấy thì giống cà phê cộng không? Đi uống cà phê à chưa? Đấy có nghĩa là dân đồ họa đi đâu để ý đấy. Thế xong rồi. Hôm nay chưa có dạy một tí gì về làm mềm vùng tròn. Bởi vì đang dạy cho mọi người với tốc độ cực kỳ chậm để mọi người hiểu hơn, mọi người làm được những cái đơn giản như này đã. Cái đối tượng này việc em muốn đưa nó ra ngoài cái vùng làm việc này, xong lúc mà cần thiết em kéo lại vào cái khung này để ghép cho nó nhanh thì còn được. Vậy tại sao không tắt mắt đi? Ok, đợi tí đây, tạm dừng cái này đã.